Và như thường lệ đó là mỗi buổi tối hàng ngày thì chúng ta sẽ có một cái vị khách mời đặc biệt đến để chia sẻ cho chúng ta về những cái bài học, về những cái câu chuyện mà làm thế nào họ đã thành công. Và những cái vị khách mời của chúng ta đều là những người, một là top leader, thứ hai đó là top GSP, các là những người có doanh số cao nhất hoặc là những người những người leader mà có đội nhóm mạnh nhất, thì sẽ cùng lên đây để chia sẻ với chúng ta. Và đây chính là những con người mà đã thể hiện cái năng lực của chúng ta bằng cái kết quả. Và họ sẽ chia sẻ với chúng ta là những cái câu chuyện làm thế nào để họ đã đi đến thành công. Và khi mà bắt đầu khởi động thì họ đã có những cái thách thức như thế nào và họ đã vượt qua ra sao. Và trong buổi tối hôm nay thì đó đến là từ một người leader trẻ. Đó là anh Nguyễn Hoàng Nam. Bạn Nam thì sinh năm 1997. Thì anh đã bắt đầu cái công việc kinh doanh của Nu Skin với nền tảng platform về Internet. Chúng ta cũng đã hơn một năm qua. Và anh Nam thì cũng đã có đội nhóm rất là vững mạnh cả ở thành phố Hồ Chí Minh và cả ở Hà Nội. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cho một người leader rất lớn, vị chủ tịch của chúng ta, đó là anh Nguyễn Hoàng Nam. Ok. Nếu chúng ta không không ở đây để vỗ tay được cho mọi người coi được thì chúng ta cùng comment này: chào mừng Nam đã đến với thế giới này. Đó, xin mời Hoàng Nam. Ok. Ok, cảm ơn thầy ạ. Mình có thể comment là cảm ơn thầy Linh đúng không ạ? Tại vì sao? Rất tuyệt vời khi mà thầy Linh tạo được cái nhóm và hành trình của xuất chúng này. Mình không cần phải đến sự kiện đúng không chị? Mình không cần phải đi offline di chuyển. Đây là cái nhóm mà cực kỳ giá trị. Mỗi một leader họ chia sẻ cho mình đâu đó, khi mà mình có đội nhóm, có downline, họ vào, họ nghe câu chuyện và họ muốn được như người đó, thì em tin chắc là cái đội nhóm mình sẽ càng ngày càng phát triển rất nhiều. Và chúng ta quá tiện rồi, mỗi ngày thầy Linh rất là siêng mà làm như vậy, thật sự em thấy rất là nể. Chúng ta làm đều như vậy thì tin chắc đội nhóm mình sẽ phát triển. Những cái câu chuyện thành công này anh chị không cần phải cho đội nhóm cũ của mình đâu, người mới cứ tán vào hết cho em. Tại vì thật sự là cái này ra ngoài em nói chuyện về người mới chuyện rất bình thường, kể cả diễn giả hay gì đó cũng được. Anh chị cứ đưa vào, đảm bảo là sẽ có cái gì đó mà họ muốn làm trong việc của mình. Dạ, một lần nữa anh em hãy comment là cảm ơn thầy Linh đúng không ạ? Cảm ơn thầy Linh. Thật sự là tới thời điểm này thì những cái mà em có được là từ DMS1P hết anh chị. Cách đây hơn 2 năm thì em tham gia vào em không có biết cái gì hết. Em học về quảng cáo rồi em cũng không biết chạy. Tới khi mà vào đây là upline và em phải dạy lại mà tay em run luôn đó. Chỉ cái gì em bấm cái đó chứ em không có dám bấm. Nhưng tới thời điểm này em kênh hết hoàn toàn thể mở khóa học. Nếu chị giỏi về quảng cáo lúc đúng không, mình hoàn toàn thể mở khóa học thu phí thì cứ là chuyện bình thường. Cho nên là với cái giá trị ở trong DMSP đó em tin nó quá lớn. Trong ngày hôm nay thì em sẽ làm sao cho anh chị nhận thức rõ hơn về cái giá trị trong đội nhóm DMSP là như thế nào, để anh chị có sẵn sàng tuyển dụng bất kỳ ai bên ngoài kia vào đội nhóm mình, không ngán một ai hết chị. Thì mình một lần nữa mình xin cảm ơn thầy Linh. Dạ. Yeah. Thì em thì em tham gia Nu Skin được 2 năm. Tham gia Nu Skin được 2 năm thì em sinh năm 1997, ngày 25 tháng 12 chị, và em học cùng với lứa 98. Thì bây giờ bạn bè em là mới học năm 3 thôi. Nhưng mà cái thu nhập mình khi mà mình bước ra kinh doanh đó, thật sự luôn có những tháng đó chấp hết giáo viên toàn trường luôn cũng được nữa. Mình làm được cái điều đó chị, khi mình ra ngoài kinh doanh. Mình biết là khi ra ngoài kinh doanh nó sẽ gặp khó khăn rất nhiều, nhưng trước sau gì cũng gặp khó khăn hết, cho nên là em ra em làm trước luôn. Và khi mà em ở dưới quê đó thì nhà em khổ, nhà em làm thầy Linh là cũng ở Hà Tĩnh, đúng không ạ? Rồi nhà em quê em cũng ở Hà Tĩnh, nhưng em sinh ra trong Đồng Nai cho nên em không có nói được tiếng ngoài đó. Nhưng mà vô khi mà sinh ra trong Đồng Nai đó thì cha em cũng đi làm rừng cả mấy chục năm, và bản thân em cũng là người đã đi làm rừng đó chị, đã đi ngày đi đêm ở trong rừng làm rồi, cho nên em biết là nó rất là cực. Em đi vào đó vài tháng thôi là sấp mặt liền. Thì khi mà mình ở trong cái nhà mà liên tục mà cha mẹ mà cãi nhau về tiền bạc đó, thì anh chị có hiểu được cảm giác không ạ? Tức là cái nhà mình về nhà khi nào cũng tiêu cực, khi nào cũng nói nhau về tiền, luôn luôn khó chịu vậy. Thì bản thân mình là một người con trai, hai chị xong tới em. Em thì có bốn chị em là đều làm Nu Skin cùng với nhau luôn. Và em tin chắc là bốn chị em sẽ làm rất mạnh. Chị đầu của em, chị thứ hai, rồi tới em, rồi tới một đứa em sau của em, còn một đứa út nữa thì còn nhỏ quá chưa làm. Nhưng bây giờ bốn chị em đang hỗ trợ cho nhau làm. Thì em mới quyết định là mình phải, khi mà em xác định đó thì từ lớp 8, lớp 9 là tại vì xưa giờ tư duy của em không chịu thua người khác. Em làm cái gì cũng không chịu thua người khác, em học top trường đàng hoàng. Dù không từ nhỏ lớn là cha mẹ em không cần phải nói một từ nào là Nam ơi học cái gì đó. Không bao giờ có, nhưng lớp 8, lớp 9 em vẫn thức tới 3, 4 giờ sáng em học. 11 năm đầu em không mất 1.000 nào cho tiền học thêm cả. Tới lớp 12 thì em mới học một khóa, hai khóa thôi. Tự mình học đó anh chị, thì có phải là mình từ trong cái điều anh chị muốn là cái gì đó. Tại vì lúc đó là chỉ có biết một đường là mình là cháu đứa tôi trong gia đình mà. Cho nên là cần phải là học đại học. Trong dòng họ cả nội cả ngoại của em luôn đó là chưa có học đại học hết. Nhiều đó thì em là đi học đại học được, nhưng mà một tháng em nghỉ luôn.
Tới bây giờ dòng họ em còn chưa biết là em nghỉ học đại học nữa. Thì chưa ai biết anh chị, tại vì mình cũng không cần phải nói làm gì cả. À, mình thành công thì họ chúc mừng thôi, còn mà mình không thành công thì họ chê, họ cười, đúng không? Thì em không có nói. Gần gia đình mình ủng hộ là được. Thì khi mà em quyết định là em phải trở thành cái người giàu nhất ở dưới cái xã đó, xã đó mấy chục ngàn dân, em phải là người giàu nhất. Em nói thẳng luôn là ai xây cái nhà lớn nhất ở đó, em phải xây nhà cái nhà to, cha mẹ em lớn hơn gì đó. Phải làm như vậy, mọi người phải ra được cái quyết định là không bao giờ chịu thua người khác, đó là tư duy top 1. Mọi người có thể comment xuống cái từ khóa là top 1 đó chị. Mình bất kỳ lĩnh vực Top nào một, top bước một. chân vào không cần biết ai đang làm gì, mọi người sẽ nhìn thấy cái tư duy của người thành công nó là như vậy. Thầy Linh cũng như vậy, thầy Linh cũng vào thị trường Việt Nam thì cũng phải xác định top 1 Việt Nam thì mình mới làm, và mình làm vì điều đó chứ không phải làm vì mà một vài tỷ anh chị. Mình làm vì top 1 Việt Nam, mình làm vì top 1 thế giới, cái đó mới xứng đáng với mình làm. Thì em mới thấy là bây giờ mình không thể nào nghèo được, dù cha mình này kia cũng không tin, tại vì cha em làm rất mạnh nhưng mà không có thành công, làm cả 60 70 mẫu đất nhưng cuối cùng cũng không có gì hết chị, vẫn tay trắng. Thì em thấm định trong đầu là đời của mình không thể nào nghèo được, đời của mình không thể nào nghèo được. Thì tại sao mình không nghèo ạ? Là tại vì là đời người ta kêu là không ai mà giàu ba họ, không ai khó ba đời, đúng không? Em thấy dòng họ em khó hết ba đời rồi, tới đời em không thể nào nghèo được nữa. Nên mình có cái niềm tin vào cái việc là mình chắc chắn thành công, dù có ai nói gì nói. Từ khi đi học mình đã nói là cái việc mà làm cho thành CEO, làm giám đốc là chuyện rất bình thường, thì tất nhiên là bạn bè của mình nó sẽ vùi dập, đúng không? Nó sẽ cười, nó sẽ chọc, nó sẽ này kia tùm lum la. Mình nói thẳng luôn, nó kêu là mày lên giám đốc nhớ mời tao đi ăn này kia nha, em cần thoải mái, bây giờ về quê em chốc hết đi ăn mà cả chục người, em sẵn sàng em trả tiền hết. Có bao nhiêu anh chị, trên này một kèo là mình không cần 4 5 triệu rồi, xuống đó có bao nhiêu tiền đâu, 2 3 triệu là cân thoải mái. Cho nên là mình khi mà có thật nhiều tiền đó mà rất là sướng. Thì em làm được cái điều đó khi mà em lên học đại học đó. Từ khi mà lớp 10 10 11 đó là em đã bắt đầu dùng luật hấp dẫn rồi. Ở đây thì mọi người có biết về NLP đúng không? Thì luật hấp dẫn, NLP, sức mạnh tiềm thức. Đó, thì là từ xưa đó là em đã được chị em chia sẻ về luật hấp dẫn, vì chị em lúc xưa là làm về bên Amway, thì mình được tiếp cận với tư duy tích cực rất là tốt. Thì bản thân em áp dụng luật hấp dẫn nó rất là tốt chị. Lên đi thi học đại học này kia là không có cần phải tốn tiền này kia, đầy người sẵn sàng tới hỗ trợ cho mình, mà mình đầy nguồn lực tới hỗ trợ cho mình dù mình không có cái gì hết. Người ta vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho mình. Thì khi mà lên Sài Gòn làm thì em học về tài chính đầu tiên. Em học về của Robert Kiyosaki đó chị, em học của những anh chị ở bên cộng đồng Blessinger Việt Nam. Nếu như chị muốn tuyển dụng được nhiều thì bắt buộc anh chị phải giỏi kỹ năng là đi ra ngoài xây dựng mối quan hệ bên ngoài. Xây dựng mối quan hệ bên ngoài và gây ảnh hưởng bên ngoài thì anh chị sẽ được tuyển dụng được rất nhiều. Thì em xây dựng luôn cả những mối quan hệ với những người top bên ngoài, dạy về tài chính, dạy về bất động sản, em chơi thân hết. Thì từ cái khóa tài chính đó em mới biết một cái từ khóa rất là hay, đó là gì ạ? Đó là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động, lúc đó họ nói là thu nhập thụ động anh chị, trong công việc của mình bây giờ mình nói là thu nhập đòn bẩy, thu nhập chất lượng cao, đúng không? Nhưng em thấy cái từ thu nhập thụ động đó nó quá sướng đi, tại vì là mình chỉ cần xây dựng hệ thống ra một lần và cái dòng tiền nó đem về mãi mãi luôn, thì em thích điều đó. Cho nên là bất kỳ mô hình kinh doanh nào em chọn vào thì nó phải có thu nhập thụ động thì em mới chọn, còn không có thu nhập thụ động em thụ động là em không chọn chị. Xong rồi em đi học về Facebook Marketing. Cái ngày mà em học về Facebook Marketing của thầy Nguyễn Tất Kiểm đó, ở đây sẽ có rất nhiều anh chị biết về thầy Nguyễn Tất Kiểm. À, hiện tại là dạy top ở Việt Nam chị. Thì em phải mượn tiền đi học, trong cả 12 năm học của em là không có hết vài triệu đâu, tại vì học ở dưới quê mà, một tháng chỉ mất mấy, một năm mất mấy trăm ngàn đâu, có năm còn không chịu đóng nữa. À, khi nào em cũng là thằng đóng tiền cuối lớp đó, đó có nghĩa là người ta đóng hết rồi thì mình mới đóng, cảm giác đó rất là nhục anh chị. Nhục, mình phải có tiền à. Thì lên đây thì em mượn chị em, khi mà mình có một cái sự khao khát đủ lớn mà mình thay đổi cuộc đời đó. Lúc đó em nói thật chị là một lát em sẽ nói là cái giá trị trong DMSQ nó lớn tới cỡ nào nếu như anh chị được chọn đúng ngay từ đầu là DMSQ. Tại vì khi mà em học 4 ngày bên ngoài đó là mất 4 triệu, 4 ngày 4 triệu, trong đó là 12 năm học của em không hết 4 triệu nữa. Thì chị của em phải đi mượn tiền cho em để đi học, tại vì mình thấy người ta bán online quá khủng đi, bán một ngày kiếm mười mấy triệu. Em lên Sài Gòn cái đợt ngày 20 tháng 10 thì người ta bán hoa hồng, hoa giấy này kia trên online nó bán rất khủng. Thì em thấy là mình bắt buộc phải đi học, không biết tại sao mà em lại biết được phép mô thực nghiệm, thì bắt buộc em phải đi học. Đi học xong về thì anh chị mình có làm được không ạ? Không làm được, tại vì như ngày hôm nay thầy Linh nói là gì, là khi mình bắt đầu vào một công việc gì đó mà cái nền móng của mình nó chưa có chắc anh chị, mình đâu đặt biết cái gì đâu, thì học về làm sao mà làm được. Học về không có ai dẫn dắt anh chị, trong những khóa học bên ngoài bên DMF của mình là tỷ lệ thành công quá cao, em nói là quá cao, và thật sự luôn là trên thế giới không có mô hình nào được như vậy luôn, em khai dám khẳng định. Tại vì bên ngoài đó khi mà mình đi học về đâu có ai hỗ trợ đâu chị, học về rồi thôi à, trong 100 người đi học về đâu có được 5 người làm được đâu. 5 người làm được đó là 5 người đã từng làm được trước đó rồi và họ phát triển hơn thôi, còn những người không biết gì thì mình sẽ không biết gì, tại vì đâu có được hỗ trợ đâu chị. Thì sau lớp 4 ngày đó xong em cũng không có làm được cái gì hết đó.
nhưng mình biết được một cái là kinh doanh online kiếm rất nhiều tiền. Mình có một cái niềm tin là kinh doanh online sẽ kiếm rất nhiều tiền và em có mối quan hệ với rất nhiều người. Khi em lên học lớp đó là em chỉ có 19 tuổi thôi. Mà người ta kêu mày bao nhiêu tuổi? Kêu 19 tuổi. Ok, 19 tuổi mà sao mày lại vào lớp này? Tại vì mình muốn thay đổi cuộc đời đó chị. Trong cái công việc đó, trong cuộc sống bên ngoài khi mà vui chơi thì em vẫn nghĩ là em là bây giờ là hiện tại 22 tuổi. Nhưng trong công việc khi nào em phải nghĩ là em trên 30 tuổi rồi. Để em mới làm việc được với những người cao hơn em. Chứ bây giờ mọi người nghĩ mọi người quá trẻ đó, không làm việc nổi, không dám nói chuyện bên ngoài, thì mình phải nghĩ là mình là một người rất lớn rồi. Bây giờ ví dụ 30, 40 tuổi rồi thì mình làm như thế nào? Đúng không? Đừng có nghĩ mình trẻ nữa. Đừng có cho phép nghĩ mình trẻ chị. Thì em xây dựng mối quan hệ rất là nhiều người. Và sau đó em tuyển rất là nhiều người từ khóa đó vào làm với em. Ngay thời gian đầu tiên mà làm Ruskin đó, chị Trang kêu em đi tuyển dụng. Em tuyển khoảng 2 tuần là gần 20 người ngồi tại văn phòng làm liền. Thì thời gian gần đây em mới xác định lại là à, mình cần phải làm với một tâm thế là một người mới bắt đầu vào làm công việc Ruskin. Thì làm sao? Không có một nỗi sợ gì hết. Không cần biết như thế nào như thầy Linh đó. Chị thấy cơ hội này có thể kiếm được rất nhiều tiền và giúp rất nhiều người. Và mình tin chắc 100% là đội nhóm mình có thể hỗ trợ cho những người xứng đáng kiếm được tiền và làm giàu luôn từ đó. Những người xứng đáng chị nhá, chứ không phải ai vào cũng thành công. Em không dám nói 100% ai vào thành công, nhưng những người xứng đáng có là những người họ quyết tâm nỗ lực thì chắc chắn thành công. Thì mình chỉ cần nhớ đúng một điều đó thôi, mình không cần biết gì nữa. Em không biết chính sách trả thưởng, em không biết cách bán hàng, lùa vô hết ha. Cứ ra mình chỉ cần nói với tâm thế như em đang nói nè. Mình nói tâm thế là em chắc chắn là làm công việc này thành công và 2 năm nữa kiểu gì được nước top Việt Nam. Và mình cái năng lượng nó hút người ta làm chị. Có nghĩa là những người trước đó đã biết Nuskin rồi nhưng gặp em là làm lại hết ha, họ không làm nhưng gặp em là họ làm lại hết. Thì cái sau khi mà có khoảng thời gian mà em làm bên ngoài đó, em cũng làm affiliate nè, làm tiếp thị liên kết đó về Unica, là cũng đứng top 1 luôn, làm với anh Nguyễn Trung Châu bên trung tâm tiếng Anh Accent Lịch đó. Nhưng mà nó không được bao nhiêu tiền đó chị, thì tụi em nghĩ rồi cũng học về Clickbank của Benzun. Ở đây có ai biết Benzun không ạ? Là học về Clickbank sản phẩm số đúng không? Thì học xong mình cũng mong muốn là kiếm thu nhập phụ động. Và em bị chốt sale của lớp Benzun là vì mình quá nể về cái phong cách sống của họ. Phong cách sống đó chị. Bây giờ làm Nuskin là em muốn khuyên chị luôn là mình phải làm thành công thật sớm để quay một cái video nói về cuộc sống của mình, về phong cách sống của mình. Đi lên sự kiện khỏi cần chốt sale nhiều, chiếc clip nó lên rằng ta muốn làm với mình luôn. Thì Benzun cũng như vậy. Có nghĩa là gì? Họ lên sân khấu, họ chỉ cần chiếc clip ra, họ sống cuộc sống tự do như thế nào thôi. Là rất nhiều người sẽ chạy xuống đăng ký liền và không cần biết phương tiện để đạt được điều đó là cái gì. Là Clickbank hay là bán hàng online hay là cái gì hết. Thì chúng ta cần phải xây dựng được một câu chuyện thành công của mình và làm video marketing cho nó. Lên sân khấu chiếu một cái là dưới rưng rưng nước mắt, chạy đăng ký liên tục liền. Một khóa đó 2 ngày 16 triệu, em vẫn mượn tiền đi học. Vậy biết là khi mà mình thực sự khao khát đó phải mượn tiền đi học. Em làm có tiền, chị em thì làm mầm non một tháng có 5 triệu. Nhưng hai chị em có một cái thẻ tín dụng của bên của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đó. Phải chạy giữa trời mưa để đi vô các tiệm vàng để nhờ nó rút tiền ra để mà mai đóng tiền đi học. Phải làm tới mức đó chị, chạy hết biết bao nhiêu tiệm, hết tiệm này tiệm kia để tìm đi học, việc không còn đường nào khác. Rất là thách thức với tụi em nhưng tụi em vẫn phải làm. Xong rồi thì may mắn là quyết định nó đúng. Anh em đi sự kiện không bao giờ lỗ, tại sao nó có mối quan hệ. Thì trong chương trình đó là em quen upline của em. Em quen upline của em là anh Vinh. Thì khi mà anh Vinh, anh em làm cùng với nhau một thời gian thì anh Vinh lại biết về Nuskin trước em. Sau đó em về quê. Em học được xong lớp đó cũng không làm gì hết. Xong rồi về quê thì em mở quán nhậu. Xong rồi mấy tháng cũng sắp mặt. Rồi em đi làm sale cho công ty Babylon. Cho nên bây giờ về sale sự kiện thì em làm rất tốt. Tại vì là em đi từng bán hàng từ data lạnh. Em đã bán được khóa bí mật tiêu triệu phú 800.000-900.000 được thường rồi. Xong rồi là anh Vinh kêu em lên là chia sẻ cho em về cơ hội Nuskin. Thì anh cái ngày mà anh chia sẻ cho em về cơ hội Nuskin đó, thì anh đang bán kem bán răng. Bán rất hiệu quả về kem bán răng. Thì một ngày anh chị, tới thời điểm này em vẫn khẳng định là một ngày kiếm vài triệu từ kem đánh răng nó quá đơn giản, chứ chưa nói là những sản phẩm khác. Thì anh Vinh bán một buổi sáng là lãi 3 triệu chị. Một buổi sáng lãi 3 triệu xong rồi là buổi chiều đi cà phê đi chơi. Em thì em mà lãi một ngày 3 triệu là buổi sáng 3 triệu là em cày tới khuya. Nhưng anh Vinh là tính rất thoải mái, ổng làm đúng 3 triệu xong chiều ổng đi cà phê ổng chơi à, ổng rất thoải mái, ổng tắt quảng cáo. Thì lúc đó em mới bắt đầu lên liền. Thì anh Vinh sau ra cái video của thầy Linh chạy quảng cáo kem đăng lên cùng mình thấy nó khá ok đó. Nhưng lúc đó mình nghĩ là tiết kem đang 800 ngàn thì làm sao mà bán chị? Cả nhà em nó xài tiết kem có mười mấy ngàn à, bây giờ 800 ngàn không thể nào bán được. Xong rồi lúc sau thì mới học hỏi xong rồi đi học. Đi học thì cái bữa đầu tiên em đi học là bên Tài Linh, là bên Nguyễn Cụ Vân á. Là sau khi em đi học có thời kiểm K39 về, thì em vô học lại khóa đó. Thì bữa đó em lại đi trễ. Cái bữa đó là cái bữa đi trễ và xin thì là không được vào. Em có một tập thời xưa tới giờ là toàn đi trễ không chị. Chỉ có vào đi mấy con vi em đi sớm được tới bây giờ.
còn lúc giờ là em đi trễ ít nhất là 1 tiếng không à. Đi học là toàn đi trễ ít nhất 1 tiếng, ví dụ là từ 6:45 đến 7 giờ là các thầy canh để bắt học viên đi trễ đúng không, thì 8 giờ em mới tới. 8 giờ em tới là không có ai canh gì nữa đó, một mình một trường đi vô thoải mái luôn. Thì là cái thói quen đó nó làm trong con người mình rồi, thành ra mình trì hoãn, thành ra mình đi trễ rất là nhiều. Còn vào đây đi trễ sao ạ, 500 ngàn, vậy thôi cứ đi trễ là 500 ngàn. Thì là em rèn được cái tính dậy sớm, nó dậy sớm nè, rồi là đi đúng giờ nè, thì cái đó là tố chất vừa thành công đúng không. Mà xong đi học về xong là em bắt đầu em làm, thì thời gian đầu thì không có tiền, có ai mà bắt đầu cũng không có tiền đâu ạ, rất nhiều đúng không, bắt đầu không có ngành nào quá chị. Thì cái đợt đó đi học xong là làm bên nhà chị Trang, làm bên văn phòng của chị Trang, thì là vừa vào lên anh Vinh dẫn anh gặp chị Trang lên là mình nhìn thấy trời, bà này cầm nguyên ổ bánh mì ngồi trước cửa ngồi gặp bánh mì nhìn đúng tàn luôn, xong rồi vô đưa giấy ra ngồi vẽ mô hình lên. Đưa giấy ra ngồi vẽ rồi mạng lưới thì anh chị, rồi mình chơi dính trường đa cấp rồi, hiểu gì còn đa cấp rồi. Nhưng mình được học kiến thức về MLM đó chị, về học về tài chính đó, là mình được học về MLM rồi và nó rất tốt. Ok, mình đủ nhận thức mà khi nào mình quyết định làm là mình làm thôi. Và xong sau đó là mình quyết định mình làm, tại vì khi mà lên Sài Gòn mình kêu con ơi con chuẩn bị lừa, nhưng mà em nói mẹ một câu con có cái gì đâu mà lừa, không có một cái gì để bị lừa anh chị, thì mình không có sợ. Thật sự là trong tay không có gì thì đó là một cái lợi thế của chị, chỉ cần trong đầu có kiến thức thôi, còn không có gì hết thì không bao giờ bị lừa cái gì cả. Thì là em vô em làm xong làm một thời gian em không có tiền để quảng cáo chị, không tiền quảng cáo, không có tiền để lấy hàng đâu. Thật sự tới bây giờ tiền hàng em mượn chị Trang cho em luôn á, tới bây giờ cũng không có lấy. Thì mình chạy quảng cáo xong, mình mượn tiền chạy quảng cáo xong mình sale, thì giờ đó sale kem răng đó, 1 tiếng buổi trưa em vẫn có thể bán được 10 mấy triệu tiền kem răng, bán rất tốt chị. Nói như thầy Linh thôi, cứ bán 3 tip là 2,4 triệu, lấy thêm 40 ngàn tiền ship nữa là 2,44 triệu, cứ vậy mà bán thôi thì bán rất tốt. Sau một thời gian em cũng bán chu phây, cái thời gian mà mọi người bán chỉ được 10 viên 20 viên đó, là em bán 10 số em đã bán được 2 hũ rồi. Thời gian mới bắt đầu tiên là chị Trang đang đi đào tạo xe cho bên Văn đó, em đã bán được 2 hũ rồi, upline của em chở em đi giao hàng tận nơi lấy tiền đàng hoàng. Nhưng em xác định là gì, em muốn là mình phải làm giàu từ cái việc làm kinh doanh hệ thống, từ kinh doanh hệ thống vậy, cho nên là em bắt đầu đi tuyển dụng. Tại vì lúc đó thực sự là cũng không có tiền để bán lẻ, nếu như chị nhà ngày hôm nay không có tiền bán lẻ thì phải tuyển dụng thật mạnh vào. Thì chị Trang mới chia sẻ cho em là bây giờ thấy em tuyển dụng tốt, ok thì bây giờ chị kêu em đi tuyển dụng đi. Thì em mới nói trong đầu là ủa em chưa có kết quả làm sao đi tuyển dụng đúng không, nhiều anh em sẽ vướng cái rào cản đó, bây giờ tôi chưa có kết quả gì hết làm sao tôi tuyển dụng được. Thì chị Trang mới nói là em không bán được hàng không có nghĩa là người dưới em không bán được hàng, đúng không chị. Mình không có tiền không có nghĩa là người mình tuyển vào không có tiền, họ có tiền rất mạnh, họ có rất nhiều kinh nghiệm giỏi hơn mình, và tuyển vào trong đội ngũ mình có đào tạo hết chưa, có full hết rồi. Thì chị kêu em cứ tuyển đi, đợt đó chị Trang đang sale rất tốt. Em chào Trang nha, chị Trang đang sale rất tốt, là best seller mà anh chị đúng không. Thì chị Trang nói là bây giờ em mà kiếm được 20 người tới ngồi tại văn phòng này á, là chị bỏ sale chị xuống đào tạo được nhóm em luôn. Thì em thì rất là lười, cho nên là cái việc mà có người đào tạo dùm em rất là mừng. Em đi tuyển ồ ạt luôn chị, cái khóa mà đi học với thầy Linh là em vẫn tranh thủ em chạy ra em gặp người liên tục. Thì sau đó em tuyển được mười mấy gần 20 người tới làm tại văn phòng đó. Nhưng lần đó em lại làm không tập trung mấy tháng đầu tiên đó, nếu bây giờ chị làm 4 5 tháng mà kiếm được tiền rồi chúc mừng chị, tại vì mấy tháng đầu em làm nó lan man lắm, người của em ngồi cả đống tại văn phòng rồi em còn không qua văn phòng mà. Nhưng sau này mình thấy là đó là cái quá sai luôn, là mình mất đội nhóm là vì cái đó, mình không làm gương thì làm sao người ta làm được. Thì chị Trang cũng follow một thời gian rất ngon, em cũng lên exec, nhưng em lên exec thì cái tính của em làm không tập trung, em lên exec 6.000 điểm, cuối cùng thấy tháng sau mở ra vẫn là nhà phân phối. Anh chị biết tại sao mà em quên mua 100 điểm cá nhân, em quên mua 100 điểm cá nhân anh chị, thì là rớt, là phải làm lại từ đầu. Bây giờ làm lại từ đầu là rất là phê, rất là chối. Bây giờ anh chị nghĩ đi, không có ngành nào hết mà tuyển dụng được 6.000 điểm là rất là khó nha. Không phải đơn giản, phải đào tạo người ta làm từ những người không biết gì về máy tính, họ không biết mở cái máy tính lên, là em cũng phải dạy cho họ, mà họ kiếm được 100 triệu một tháng chị, rất là khủng. Những cái chị mà em không muốn nhận luôn á, nhưng khi họ vào họ quyết tâm làm thì vẫn bán được trên 100 triệu một tháng. Thì lần sau mình làm lại, bây giờ làm lại làm sao, thì em nói là em có rất nhiều mối quan hệ với nhà kia bên ngoài, với các diễn giả kia nổi tiếng. Thì chị Trang mới nói là bây giờ mà em tuyển được cái ông đó, em mà tuyển được cái ông đó đang dạy rất khủng rất top đó, chị mất gì chị cũng mất. Em thì em rất là thích cái thách thức anh chị. Có một cái câu mà chúng ta có thể ghi lại nè, là điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà người khác nói rằng mình không thể. Mình có thể comment xuống câu đó để nó truyền cảm hứng, nó truyền động lực của mình khi mà người đó nói mình không thể làm được điều gì đó.
thì anh chị là comment xuống là điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những việc mà người khác nói rằng bạn không thể. Em luôn muốn điều đó từ xưa từ nhỏ rồi. Ví dụ kêu em không đấu võ được đúng không, em đấu tới khi nào mà mấy thằng nó thở không được thôi. Em làm hết sức hết mình vậy đó thì người ta là không có được cái gì hết chị. Kể cả hồi xưa em đi chăn bò mấy năm trời đúng không, thì cũng phải thành người tốt nhất ở dưới đó. Mấy ông người lớn là không ăn thua với em. Em chở một cái xe cỏ nó phải cao hết lên trên đầu, nó phủ hết ngoài đường vậy đó, người ta đi ngoài đường ta phải nhìn hết. Và không bao giờ mà cái xe cỏ không đầy mà em về. Em thà em làm 8 giờ đêm tới 9 giờ đêm, nhà em phải chạy đi kiếm là anh chị hiểu rồi đó. Trời mưa trời gió, nước sông suối đầy phải đi kiếm. Mình phải làm tới mức đó thì người khác rất để mình ha. Anh chị có thể comment xuống là điều thú vị trong cuộc sống là làm những việc mà người khác nói rằng bạn không thể nha. Người khác nói rằng bạn không thể. Thì chị Trang thích em làm cái đó thì em đi tuyển dụng anh chị. Cái bữa đó là có một cái buổi về offline, buổi về offline của team. Thì may mắn là tự nhiên cái chị lớp trưởng lại mời em qua chia sẻ. Nếu mà anh chị thấy ban đầu không có tiền đó thì mình phải giỏi chém gió, hiểu không? Mình phải giỏi nói chuyện. Mình phải bây giờ này anh chị phải làm sau đó tới khi mình có tiền hay khi mình không có tiền thì người khác mình không biết. Mình vẫn nói cùng một cái tâm thế như là mình đang có mỗi tỷ hàng tỷ mỗi tháng vậy đó. Thì nói chuyện nó khác không? Hoàn toàn khác. Thì người ta nhờ em qua chia sẻ về marketing, về sale, về đủ thứ gì đó. Em còn biết gì bữa đó em phải rủ chị Trang qua, chị Trang cũng không qua luôn. Rồi em sợ quá tại vì là toàn những người thành công đó chị. Họ dám bỏ ra 4-5 triệu và họ đã làm trước mình kinh doanh rất lâu rồi. Thì bây giờ một cái buổi offline đó mình chia sẻ gì đây. Vậy mà em chia sẻ. Lúc đó em chia sẻ chị biết là em không có quần dài mặc luôn. Mặc quần đùi luôn. Anh lên trên văn phòng anh Nhật toàn chửi em là thằng này sao mà không mặc quần dài, sao mà không mặc quần dài là không cho đi nữa, không cho lên văn phòng nữa. Tại vì văn phòng chỗ làm việc mà mặc quần đùi mà còn đắt không à, là không có quần dài mà anh chị. Nhưng bữa đó em vẫn mặc quần đùi, em qua đó em chém với rất là nhiều người đang làm thành công ở đó. Thì em chém xong xuống một cái là xin số điện thoại, xin Facebook đây. Xong rồi tối hôm đó là thầy đồng ý làm cho em luôn. Mình phải chém không nói gì về no skin nha. Em không nói no skin. Nhưng em mình lòng cái câu chuyện no skin rất khéo vào công việc đó. Ví dụ em dạy về sale thì em lấy sản phẩm em. Tại sao sản phẩm em lại mấy triệu mà bên em còn bán được? Tại sao mấy chị không bán được? Và mình nói cái cách bán của mình ra thì họ thích không? Rất thích. Hãy trở thành con người có giá trị. Và đâu đó họ thấy cái mô hình của thằng này quá khủng. Và tối hôm đó thầy đồng ý làm. Ngày mai em dẫn qua gặp thầy Linh, gặp anh Tiến, là gặp thầy Linh, gặp chị Trang, gặp anh Nhật con hình đó. Đúng không? Ở bên Starbucks. Bữa em Laza ở bên quận 1, quận 3. Thì mình phải nói tới mức đó. Chị thầy ngồi dưới thầy nghe, nhưng thầy là đồng ý làm cùng với mình luôn. Anh chị phải nói tới mức đó. Dù mình không tuyển bất kỳ một ai hết, em không có ý định tuyển ai hết, nhưng mình nói tâm thế đó, người ta xin làm việc cùng với mình. Đó thì là sau một thời gian đúng không, là rất exact rồi đúng không. Thì bây giờ làm lại exact. Thì mình không có tiền, thì thầy nhập phát người đó vào làm. Nhập phát 200 triệu em lên gold bình thường đúng không? Mình không có tiền thì mình chốt exact luôn. Thì tháng đó upline của em á, là lúc đó cũng không tập trung làm, tìm trên bản đồ không thấy luôn. Thì là tháng đó lãnh được nhìn thấy 40 triệu tiền hoa hồng, phải quay lại làm tiếp. Tại vì không biết tại sao lại 40 triệu tiền hoa hồng hết. Đó thì là cái việc của em xuất phát từ việc em tình dục. Thì sơ qua về cái chặng đường em làm như vậy. Và sau một năm em luyện em làm nó được đội nhóm đi, em mới bị đào tạo quá đầy đủ. Em nói chị không thiếu một cái gì. Bên ngoài anh chị cần học cái gì trong này có đầy đủ hết. Và đầy đủ ở tính thực chiến nhất luôn. Em thấy nó thật là như vậy. Thực chiến nhất và làm nó kết quả. Cho nên là đó thì em sẽ nói phần giá trị. Anh chị sẽ thấy là nó đáng giá bao nhiêu tiền. Không bao nhiêu tiền nó đủ cả. Thì em học xong quá trình 2 năm đó. Thì cái ngày mà em dám mời thầy Linh ra đi cà phê đó. Thì mình phải định vị mình là ai trước. Em vẫn còn cái hình đó. Mình định vị mình là ai trước anh chị. Thì mình mới dám mời những người thành công đi ra nói chuyện đúng không ạ? Nếu anh chị nghĩ là mình là một người exec thì làm sao dám mời một người team lead Platinum 4 star ngồi để làm top 1 Việt Nam như thầy Linh đã cà phê. Nhưng em định vị em phải là người làm mạnh nhất trong hệ thống thầy Linh. Thì có xứng đáng để thầy Linh cà phê dạy em không? Xứng đáng. Thì em mời rất may là được thầy Linh hẹn ra cà phê ở bên quận 3. Đó, ở có cái đường Võ Văn Tần đó. Thì thầy Linh chia sẻ với em hai bài học mà em nhớ tới bây giờ và anh chị cần áp dụng đúng hai bài học thôi. Tại vì em nghĩ là tại sao mình cần phải sáng tạo làm gì, trong khi đó là thầy Linh đã làm cả gần 2 năm đã rất thành công rồi. Thì hỏi thầy Linh nửa tiếng có bằng 1-2 năm mình tự trải nghiệm không? Anh em phải biết tận dụng upline của mình. Còn bây giờ anh em không hỏi là chết. Anh em có thấy những người làm thành công là những người theo sát upline không? Theo sát chơi thân với những người thành công không? Còn anh chị không chơi với upline, không làm lên nổi, em hứa thật lòng luôn, làm kiểu gì cũng sập thôi. Đó thì mình có thể comment xuống giúp em là mình cần phải bám sát upline chị. Mình cần phải chăm sóc downline nhưng phải chăm sóc cả upline nữa. Đừng bao giờ quên upline. Upline là một hỗ trợ quá lớn cho mình. Thì có thể anh chị ghi không kịp, em nói hơi nhanh một xíu.
Và cái ngày hôm nay thầy Linh chia sẻ cho em hai bài học. Một là em hãy làm công việc này để... Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Em sẵn sàng bỏ bao nhiêu thời gian để học thì thầy Linh nói là thầy bỏ được 10 năm. Ok, em cũng quyết định em bỏ được 10 năm. Tại vì chị hiểu á, là cái độ tuổi khởi nghiệp thành công trên thế giới là 45 tuổi là trung bình. Và bây giờ em lúc em gặp thầy Linh em mới có nhiêu 20 tuổi. Thì em sẵn sàng bỏ ra 10 năm để mà làm kinh, để mà học đúng không? Thì khi mà chúng ta làm cái tâm thế để học thì được cái gì anh chị? Chúng ta sẽ không sợ sai. Không sợ sai, đúng không ạ? Sai sửa chữa thì đẻ thôi. Nhưng mình sai đây mình sửa, mình đại học rất là nhiều bài học. Đúng không ạ? Và mình không có gì để mất cả, cứ làm thoải mái. Sau đó, sau khi mà gặp thầy Linh xong, em mạnh dạn em mở rất nhiều khóa học. Đúng không ạ? Em mở rất rất nhiều khóa học. Tới bây giờ em mở chắc phải 30 khóa về Facebook marketing, về sale rồi, về khởi nghiệp rồi anh chị. Luyện nói đúng không ạ? Mình luyện kỹ năng thuyết trình, luyện kỹ năng nói chuyện. Bây giờ em nói là nói bằng tiềm thức thôi chứ em có chuẩn bị gì đâu chị. Thì mình phải nói rất nhiều, nói rất nhiều, nói rất nhiều. Em gặp thằng Grab em cũng nói, em gặp thằng GoViet em cũng nói. Anh chị phải làm sao đó khi kết thúc một cuộc xe đi GoViet đi Grab á, người ta phải xin số điện thoại của mình, người ta phải xin Facebook của mình và xin bộ tài liệu của mình. Nó phải là như vậy. Vấn đề là mình có muốn tuyển hay không thôi. Bây giờ là em là chọn lọc người khác muốn làm việc cùng mình, muốn làm việc cùng thôi chứ không phải là ai xin mà em cho. Thì làm tâm thế để học là một cái vô cùng tuyệt vời. Anh chị phải nhớ là ngay thời điểm này em chỉ xác định làm với tâm thế để học. Ok, em làm văn phòng mất cả tỷ, không sai thì em sửa, đúng không ạ? Lúc đó em sẽ không đặt nặng vấn đề tiền bạc vào trong đầu. Nhưng em làm để học thì em không bao giờ sợ sai. Cứ làm thoải mái, mình nghĩ ra kế hoạch hay quất, nghĩ ra kế hoạch hay quất. Mình tham vấn apply anh chị, apply cái ok là mình làm. Cứ vậy mà mình làm thôi, mình không sợ sai hết. Còn nếu anh chị quá cẩn thận đó, mình sẽ làm rất là chậm. Rồi, cái thứ hai thì Linh chia sẻ em đó là em hãy làm vượt qua cái tầm kiểm soát của mình. Làm vượt qua tầm kiểm soát của mình anh chị. Còn nếu như chúng ta đang làm rất là thoải mái, nếu chúng ta đang làm chúng ta đang thấy chưa có gì hết thì chúng ta đang làm quá chậm. Làm quá chậm và đang làm dưới sức của mình quá nhiều. Thì thầy Linh chia sẻ là khi mà em làm vượt qua tầm kiểm soát của mình thì có phải là em mới nâng cấp giới hạn lên không? Và em nghĩ điều này rất đúng. Vì sao? Vì khi mà em đi học võ hồi xưa đó, không ai dạy em cái gì hết, em tự học đúng không? Học sai sửa và em đấu với hết khả năng của em. Thì khi mà một người vào thì thường thường là họ đấu một set là xong rồi, với một người là xong họ mệt rồi. Nhưng em không, em đấu một người xong em đánh nó thật gì thở không nổi luôn á. Người ta thở không được chứ không phải em thở không được. Em đánh người ta thở không được dù người ta học trước em 3 năm. Có sợ không? Không sợ. Mình xác định tâm thế là mình đấu với họ để mình học. Đúng không ạ? Thì mình có bị anh đóng thì mình cũng được học thôi. Chứ mình không sợ. Em nói thật, kể cả thầy dạy võ của em, rồi em đấu em cũng chơi luôn đó. Chứ em không sợ. Tại vì mình không phải là không tôn trọng, nhưng mình muốn thử sức bản thân mình. Anh đó vô mệt xong anh khác vào tiếp ba ông như vậy. Phải làm vượt qua cái khả năng của mình chị. Khi mình nghĩ mình làm không được thì phải làm tiếp. Mỗi lần về nhà ăn cơm là cầm chén cơm nó phải rung như này chị. Không ăn nổi thì mới lên skill đúng không? Thì mình mới mạnh dạn được. Thì trong kinh doanh cũng vậy. Đâm đầu vô làm đi, mất tiền thì sợ làm tiếp. Kiên trì làm tới cùng là em thấy ok. Thì thầy Linh chia sẻ cho em hai bài học đó và em làm bất chấp luôn, em không sợ hết. Bây giờ anh chị chia sẻ với một ông diễn giả rất nổi tiếng. Ở khi mình làm tâm thế để học thì ổng đồng ý làm hay không thì kệ ổng chứ đúng không chị? Việc của mình là chia sẻ, đâu sao đâu, không có mất một cái gì hết. Cho nên chị cứ làm đều đều vào, mình học và mình làm vượt vào tầm kiểm soát của mình để làm gì? Để những nguồn lực khác mới hỗ trợ cho mình. Còn nếu chị làm trong tầm kiểm soát của chị, apply đâu muốn hỗ trợ đâu. Nhưng bây giờ thử mình tuyển vô cả 1.000 người coi, đội nhóm hỗ trợ không ạ? Hỗ trợ ngay, đúng không? Mình đang làm trong sức mình, mình nghĩ là mình tuyển 5 người vào thôi, tuyển lên 10 người là mình không có cân nổi rồi. Tuyển lên 10 người là mình không kiểm soát nổi rồi, đúng không chị? Nhưng anh chị thử tuyển đi 1.000 người coi thầy Linh có hỗ trợ cho anh chị không? Những người sai lai có hỗ trợ cho anh chị không? Chú Điên này kia bên Mỹ có bay về hỗ trợ không? Mọi nguồn lực nó sẽ dồn vào anh chị nếu như anh chị chứng minh được là mình là một người xứng đáng. Đúng không ạ? Người xứng đáng thì phải làm điên cuồng lên, phải làm vượt qua tầm kiểm soát của mình, phải làm để học hỏi. Làm điên cuồng thất bại mà làm lại, thất bại mà làm lại. Và chỉ cần với tâm thế làm để học, trong đầu em rất thoải mái. Mất tiền em không buồn.
mình xác định là mình đã học được một bài học gì đó. Anh chị hình dung đúng không ạ? Cái phần này là em chia sẻ sơ một xíu là cái bài học mà thầy Linh đã chia sẻ cho em, và em nhớ tới bây giờ để em làm hai bài thôi. Làm để học. Anh chị sẵn sàng bỏ ra bao lâu? Làm để học. Tại vì sao? Tại có rất nhiều người họ làm một thời gian khó khăn họ bỏ rồi anh chị. Khó khăn họ bỏ rồi nhưng họ không biết cái chính thời gian khó khăn đó, lúc đó là cái lúc con người họ trưởng thành lên. Lúc đó là họ mới học được nhiều. À, rất là nhiều người họ sẽ học cách là trốn chạy vấn đề và tìm một cái khác dễ dàng hơn. Nhưng em xác định mình là người team lead brand 4 star và mình là người top của Việt Nam thì mình sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này? Dù rất khó khăn đúng không chị? Làm chắc chắn khó, nhiều đêm đâu ngủ đâu. Nhưng phải làm, phải đối mặt được qua cái hoàn cảnh đó thì mình mới học được bài học. Mình tuyển người ta vào, người ta nghĩ mình mới học được bài học. Chứ mình không tuyển lấy đâu ra bài học. Đúng không ạ? Cứ làm thôi chị. Em tuyển cũng cả ngàn người rồi, rớt hết không sao. Mới là 2 năm thôi. Mới 2 năm thôi chị. Thì bây giờ em tuyển làm sao rớt 100 ngàn thằng nữa thì em sẽ có hàng triệu người. Nó phải là như vậy, yeah. Đúng không ạ? Thì làm với tâm thế để học và làm vượt qua tầm kiểm soát của mình thì em không ngại, ok, vô làm thoải mái, mình hết mình với họ. Nhưng khi họ đi thì mình cũng rút ra bài học, à, tại sao tôi làm như thế nào mà người ta đi, tại sao tôi làm như thế nào mà họ không để mình, tại sao mà họ làm không được cái này kia, tại sao mình làm cái văn phòng ra nó thất bại, thì mình học rất là nhiều điều và mình chia sẻ là những điều đó cho những người khác bên ngoài, đúng không? Thì mình cần phải làm như vậy chị. Và vì nếu có đường mà chúng ta làm nó quá dễ dàng đó, sau này đi kể rất là bình thường. Nhưng càng khó khăn thì phải nhớ là mỗi khó khăn ngày hôm nay nó sẽ giúp cho cái câu chuyện của chị sau này kể lại nó càng ngày càng hay hơn, đúng không ạ? Sẽ càng ngày càng hay hơn rất là nhiều. Và nếu chị có cuốn nhật ký chị ghi lại thì đó là hai bài học của em. Thì sau mà 2 năm em làm đi làm lại, làm đi làm lại như vậy đó thì tất nhiên mình có rất nhiều sai lầm, đúng không ạ? Nhưng mình hãy giữ sát mình với upline, phải thường xuyên tham vấn thầy Linh, thường xuyên tham vấn cô Nga, thường xuyên tham vấn upline của mình để mà mình xem thử mình có đang đi đúng hướng hay không, được không chị? Mình xem mình có đang đi đúng hướng hay không. Tất nhiên là khi mà có ý tưởng hay anh chị cứ làm, nhưng nhớ thường xuyên tham vấn offline, chứ nhiều khi xa bờ quá là mất luôn á. Và mình đội nhóm mình cũng vậy, mình phải để ý rồi anh chị nha. Có ý tưởng hay thì mình cứ làm, nhưng mình phải coi lại nó lâu, mình phải hỏi là offline, à, cái cách đó làm có được hay không. Tại vì thầy Linh là người đang làm top đúng không chị, thì mình phải hỏi, mình phải hỏi thường xuyên vậy. Và cái đó là một cái nguồn lực hỗ trợ cho mình miễn phí mà, tại sao mình lại không dùng, đúng không? Rồi, và sau 2 năm em làm như vậy đó thì là thứ nhất là em đạt được một vài danh hiệu, ví dụ như Diamond này. Diamond, anh chị biết là cứ lên Diamond hoặc rớt xuống xong rồi lên lại là chuyện rất bình thường, đúng không ạ? Lên Diamond, xong sau đó là lên gì ạ? Là em đạt được là Zoom Star 20. À, nếu như anh chị không làm được gì nhiều thì năm nay phải đặt mục tiêu là chiến thắng Zoom Star 20. Nhớ cái từ Zoom Star 20, còn nếu không biết gì thì họ apply lên. Zoom Star 20 là gì? Là mình được 5.000 đô từ công ty khi mình tăng trưởng thêm 20 người quản trị viên mới. Thì được 5.000 đô thưởng nóng luôn. Và em đã được thành viên 1 tỷ. Bây giờ anh chị nghĩ nè, có cái công việc nào mà trong vòng 2 năm trời mình tạo doanh số của toàn team của mình, doanh số công ty mình hơn 1 triệu đô cho một thằng mới khởi nghiệp? Anh chị không được mà. Một người mới khởi nghiệp không có tiền trong tay, không có quan hệ, không biết gì hết, mà sau 2 năm mình làm, dựa vào cái platform đó mình làm, dựa vào nền tảng đó mình làm, mình tạo doanh số được hơn 1 triệu đô. Rất hiếm. Thật sự đối với chị rất hiếm chị. Tại sao anh chị phải biết điều đó để mà mình ra ngoài mình biết mình nói chuyện? Có nào tạo được doanh số triệu đô chưa? Có, đưa qua đây gặp em cân hết. Hoặc là có nào nói là à, có thể kiếm được 200-300 triệu một tháng không? Đưa qua đây gặp em, em làm được rồi, em nói được, được chưa? Thì là tại sao? Tại vì em được thành viên 1 tỷ, hơn một tỷ mà là 5% mình được lãnh 1 tỷ. Nhìn nhầm rồi, 5% hoa hồng mình được lãnh 1 tỷ thì mình nhân lên 20 lần mới được 100% thì có phải là 20 mấy tỷ không? 20 mấy tỷ tiền doanh số, tiền nhập hàng nha chị. Chưa nói tiền bán ra ngoài thị trường. Thì có bao nhiêu người 2 năm đầu tiên ra khởi nghiệp thành công được vậy? Không có, đúng không? Em chưa nói tiền bán lẻ nha anh em. Tiền bán lẻ em chưa hề nói, em đang nói tiền hệ thống thôi. Và nếu anh em không có tiền mà để bán lẻ, anh chồng cáo thì phải tuyển dụng thật mạnh vào cho em. Một người vào tuyển dụng vào mà tiền liên tục. Đặc biệt là năm nay tuyển dụng tiền rất nhiều, rất rất nhiều. Cái bảng giá về Rosti anh chị phải có thể kỹ cái đó. Thì bên cạnh đó thì em cũng đi được các chuyến của công ty nào, leadership nào, quá phê luôn. Thật sự anh chị phải đạt được những cái đó. Moscow mình vẫn phấn đấu, New Zealand phấn đấu, nhưng Gold Star Game leadership training là không thể bỏ qua, tại vì những cái đó rất là chất. Em có thể Linh, em được đi cùng với thầy Linh ngay cái đợt là Lăng Cô Huế, làm đợt đó xong là anh em thấy quá mê, và thầy Linh về thuê luôn Vinhome làm luôn, bên chuyển qua Vinhome liền, anh em chuyển qua Vinhome liền, cuộc sống khác liền, đúng không chị? Tới bây giờ em vẫn ở Vinhome và rất là khác. Bây giờ bao nhiêu người họ dám ở Vinhome chị? Rất ít, được chưa? Thì khi mà chúng ta làm, chúng ta được đi với những người thành công đó, chúng ta được học rất là nhiều bài học. Ví dụ như hôm trước đi học đại học Trị Phú, em vừa học từ Alan, nhưng thầy em học từ thầy Linh, em học được rất nhiều anh em khác về đội bán lẻ, rất là nhiều thứ, đúng không? Thì mình được đi cùng với những người top lãnh đạo của thị trường mình, của đội nhóm của mình,
thì leadership training là quá tuyệt vời luôn chị. Em nhớ mãi những câu chuyện những thành viên 10 triệu đô, 20 triệu đô chia sẻ. Ông Trinh, thành viên của Thái Lan, thành viên gần 20 triệu đô của Thái Lan chia sẻ gì ạ? Là cái thời điểm, tại vì khi mà chúng ta đi đi sự kiện đó, chúng ta chỉ cần nhớ những câu chuyện thôi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả. Và nếu như downline chúng ta, đội nhóm ta mà họ có mặt ở đó, họ không bao giờ bỏ cuộc. Tại vì sao? Ông Trinh ông chia sẻ là gì? Khi tôi làm LinkedIn truyền thống, bằng cách truyền thống nha, làm được 500 thằng exec. Anh chị nghĩ 500 executive dưới hệ thống mình có khủng không ạ? Khủng. Làm 500 ông exec xong, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tụi nó trả lại hết hàng. Trả hết hàng, nghỉ hết luôn, bây giờ trả lại hết hàng. Và ông nợ lại công ty 60.000 đô. Nợ lại công ty 60.000 đô anh chị, đồng nghĩa việc là cũng phải tạo doanh số hơn 1 triệu đô thì mới trừ lại được tiền nợ đó. Ông bắt đầu làm lại tiếp. Làm lại tiếp xong sau đó là xây dựng thêm được 500 quản trị viên mới. Thì bắt đầu một công ty khác đối diện, nó cứ mở đối diện Nuskin, mở đối diện Nuskin, nó kéo hết quản trị viên của ông qua. Một lần nữa ông mất thêm 500 ông quản trị viên nữa. Thì hai lần như vậy họ mất 1.000 quản trị viên, họ vẫn làm lại tiếp. Và tới bây giờ họ thành viên gần 20 triệu đô. Anh em thấy khủng không ạ? Nó phải như vậy, anh em có làm được như vậy không? Có nghĩa là anh em nói trường hợp thầy Linh hay nói như là mình tuyển 1.000 người vào mà họ nghỉ thì anh em có làm tiếp hay không? Thì đây là cái trường hợp là tuyển 1.000 người vào, đào tạo lên executive rồi vẫn nghỉ thì anh em có làm tiếp hay không? Có làm tiếp hay không anh chị? Phải làm tiếp, đúng không ạ? Lúc đó là mình cần phải làm tiếp và làm mạnh hơn nữa thì lúc đó anh chị đứng top thị trường được. Tại vì thời kỳ đó là thời kỳ khó khăn của thị trường, thằng nào là cuối cùng là nó thắng, đúng không ạ? Lúc đó là lúc cơ hội của mình. Ví dụ thầy Linh vào Nuskin ngay thời điểm Nuskin nó đang đi xuống thì một người leader tự họ sẽ nhìn thấy đó là cơ hội hay là thách thức, cơ hội đúng không? Họ sẽ nhìn thấy đó là một cơ hội. Anh chị đừng có sợ là tuyển người vào rồi không đào tạo được này kia. Nếu chúng ta tuyển được một người leader thật sự thì họ sẽ vượt cả cái thị trường nó dậy, chứ không phải là chúng ta cần phải hỗ trợ gì cả. Mình nhớ đúng không ạ? Để anh chị không có sợ khi ra ngoài tuyển dụng, nhưng người mình tuyển dụng mà thấy là tuyển vào rồi không hỗ trợ được cho họ này kia, mình không dám tuyển, đúng không? Nhưng anh chị có bao giờ nghĩ là một người leader thực sự thì họ có cần mình hỗ trợ không? Rất ít, và họ chủ động họ làm. Như Điên, như ông An, Nguyễn, như rất là nhiều, như thầy Linh, đúng không ạ? Mình phải tự định vị mình làm vậy thì thị trường có khó thì lúc đó họ sẽ làm để mạnh hơn, để vượt cả thị trường nó vậy. Chúng ta không cần phải nói luôn đó. Thì chúng ta hãy đi tuyển thật nhiều đi để tìm ra được những ông leader như vậy. Tuyển ngàn ông ra một ông cũng được mà, đúng không? Bỏ 5 năm chẳng lẽ không tuyển được ngàn ông? Có rất là nhiều cách. Bây giờ anh chị có muốn hay không thôi, bây giờ một ngày chúng ta 1.000 người được không? Được, rất được. Anh chị có đủ khao khát hay không thôi ha. Thì chia sẻ câu chuyện như vậy để anh chị biết được cái sự kiên trì của một người, người ta làm truyền thống nó như thế nào. Bây giờ mình có công cụ online quá nhiều rồi, nhưng khi mà online quá nhiều đó thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy là chúng ta cũng mất tập trung và chúng ta ỷ lại, chúng ta cứ nghĩ là làm online thì nó ngon. Không có đâu, chúng ta làm online mà không hiệu quả nó sẽ kém hơn truyền thống rất nhiều. Gì tại vì truyền thống họ đi ra họ gặp người liên tục, họ chốt liên tục. Còn trong chúng ta cứ nghĩ cứ lướt Facebook này kia, mà mỗi ngày anh chị biết là nếu có thời gian mình mất tập trung Facebook là mất rất nhiều không? Mất rất nhiều. Như chị thể nói là làm tập trung mà làm 8 tiếng rồi rất hiệu quả rồi. Bảo thân em cũng vậy. Em chia sẻ với chị là 2 năm vừa rồi em làm như là em chơi vậy. Em chưa có tập trung tại vì em không có bị thầy Linh dí. Em làm rất thoải mái, em chưa bị thầy Linh dí chị. Nhưng em đang rất muốn thầy Linh là làm cho em cái đội huấn luyện leader. Có nghĩa là huấn luyện từ như ông Ruby lên rồi đó, nó phải có gì đó để đột phá mạnh hơn nữa. Đột phá mạnh hơn nữa thầy. Để tới khi nào lên team lead manager 4-star thôi. Tại vì bản thân em là em rất lười và em làm việc theo cảm hứng là chính. Cho nên 2 năm vừa rồi á, cứ ví dụ như là cuối tháng em mới chốt 3.000 điểm. Nguyên một tháng em không có bán lẻ thì tới cuối giờ em giờ căng hết não rồi. Vận dụng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi em chốt 2-3 cái loi là bình thường. Đăng bài lên xong gọi chốt. Thông qua Messenger thôi là em chốt một người chưa từng biết gì về em vẫn chốt luôn. 1.000 điểm là chuyện bình thường. Đó cho nên là mình lười cả nguyên tháng em không biết làm gì, bị chửi hoài à, toàn làm lan man này kia đó. Xong mình, lúc mà tập trung làm rất hiệu quả. Thì nếu như chúng ta tập trung được 30 ngày như vậy thì bây giờ em lên tới cái gì rồi? Thật sự là ngày hôm nay em kể lại là em đang làm chưa tập trung trong những năm vừa qua. Thì thời điểm này em phải nhìn lại để làm mạnh hơn, tập trung hơn bằng cách em làm có kế hoạch. Bây giờ mỗi tuần em làm sự kiện liên tục. Tại nhà em như thầy Linh chia sẻ là thời điểm này không đi đâu nữa, ngồi tại nhà kéo người tới và em nhảy liên tục như vậy. Thì em thấy đang rất hiệu quả và đội nhóm của nó đi lên rất nhanh. Đó, cái là anh chị phân xin lỗi chị có người gọi cho Messenger. Ok, đó là một cái và chia sẻ. Thì khi mà em đạt được cái leadership nào ở Lăng Cô nè, ở Hạ Long nè, ở Nha Trang nè, rất nhiều, thì may mắn là ở chuyến Nha Trang em đưa được trai của em đi. Rất phê anh chị cứ thử đưa gia đình của mình đi một chuyến leadership training cực kỳ đỉnh. Năm sau công ty mà chị miễn phí hết.
là rất là vui rồi. May mắn hơn nữa là em đạt được chuyến Tokyo. Đây áo em đang mặc là áo hành trình Tokyo anh chị. Năm ngoái là có là hành trình Tokyo rất là vui khi khi mà chúng ta có một cái áo như vậy. Em rất là sợ năm ngoái thầy Linh nói câu gì là nếu như ông nào đăng ký mặc cái áo này vô đó thì phải mặc mỗi ngày cho tới khi lên Ruby thôi. Cho tới khi đi được Tokyo thôi anh chị, thì nó phải cam kết tới mức như vậy. Anh em đăng ký rất nhiều, em cũng đăng ký rất nhiều. Thì năm nay thì em chưa thấy Moscow, nhưng anh nếu anh chị muốn thì ngay bây giờ ra in một cái áo về Moscow cho toàn team mình mặc cũng được, một cách NLP rất tốt và để mình nhớ mục tiêu mình mỗi ngày. Thì rất may mắn em đi. Em đi được cái chuyến Tokyo là vì sao? Tại vì thầy Linh nói với em là đặt mục tiêu lớn lên. Em đặt mục tiêu lên Team Lead Platinum 4 Star đó thì em sẽ đạt hết những chuyến còn lại. Thật sự em nói thật với chị là leadership em không bận tâm Tokyo, em đạt chuẩn em cũng không biết luôn. Nó phải như vậy anh chị, có nghĩa là mình một mục tiêu rất là cao thì mình sẽ đạt được hết những cái ở dưới. Nó rất là hay, mình không cần phải kiểm soát ở dưới đâu, nhưng mình làm hết sức, hết mình thì mình sẽ đạt được hết những chuyến ở dưới anh chị. Thì em làm rất với tâm thế rất thoải mái. Năm ngoái là một cái năm đi du lịch quá nhiều đối với em luôn. Đi qua Tokyo nữa thì cha em kêu là như là trong giấc mơ luôn anh chị. Tại vì là mình có thật sự là có 2 tỷ chưa dám chắc là dám bỏ ra gần 300 triệu đó để đi du lịch. Không ai dám anh chị. Nhưng Nu Skin nó cho mình được cái điều đó thì mình rất là tuyệt vời khi mình đưa được gia đình mình đi. Thì anh chị hoàn toàn có thể mình làm Moscow ngay trong ngay, anh chị phải đưa ra cái quyết định là làm. Thì nếu như thực sự anh chị muốn làm, đầy người hỗ trợ, anh chị có thực sự khao khát hay không thôi. Thực sự khao khát thì kể cả 2-3 giờ đêm cũng phải hẹn có thể lên bằng được để thầy lên chỉ cho mình cách làm. Còn nếu anh chị không khao khát, anh chị cứ dựa vào sức mình không làm không nổi. Dựa sức của đội nhóm đi, dựa vào sức của offline thì rất nhiều đi thì anh chị sẽ đạt được nếu anh chị thực sự khao khát đạt được điều đó. À, thì đó lên được Diamond thành viên chị Zoom Star 20 Tokyo rất nhiều. Zoom Star 20 đó chị là toàn Việt Nam, năm ngoái chỉ có 24 người làm được thôi. Đúng không? Toàn thị trường luôn và đội nhóm team với mình còn được mấy người thì may mắn em được cái đó. Anh chị phải đạt được Zoom Star đó thì năm sau đi Moscow mới được vinh danh. Còn mà New Ruby là chỉ có đứng lên xong ngồi xuống rồi đó. Cho nên là anh chị muốn được vinh danh thì phải là kiến tạo ít nhất là 2 sao trở lên hoặc là 3 sao. 3 sao là anh chị sẽ được nói, đọc tên và trích dẫn một câu ưa thích thôi. Ví dụ là chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Nam đến từ trường Việt Nam. Điều thứ 7 nhất trong 6 làm những điều mà khác nói rằng không thể. Chỉ cần chỉ được nói gì thôi chị, 3 sao đó. Thì em thấy 3 sao nó dễ. Tại vì thị trường năm ngoái, trong toàn năm ngoái chỉ có 2 người đạt được 3 sao thôi. Nó quá ít đi. Và cái sức mạnh của công cụ anh em mình không có một cái rào cản nào hết. Tới thời điểm bây giờ, sau cái thời gian em học Vinh với DMSB thì thật sự luôn em bây giờ em hoàn toàn tin tưởng là mình có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà mình muốn trong cuộc sống của mình. Hoàn toàn đạt được chị, với cái nguồn lực quá lớn ở trong cái đội nhóm của mình, với cái sự khao khát và với cái lực kiến thức quá khủng ở trong đội nhóm của mình. Thì em tin chắc là đạt đưa mục tiêu nào ra cũng làm được hết. Thì đó là một chia sẻ sơ qua cái hành trình mà em làm No Skin. Thì cái lý do tại sao em làm No Skin, cái lý do tại sao làm chị, thứ nhất như em vừa nói là thu nhập phụ động. Cái thời gian mà vài tháng đó em vẫn làm bán bên váy đầm thiết kế này kia vẫn được một tháng và được cả gần cả trăm chị, và em làm quảng cáo em vẫn kiếm được một ngày có thể là 30 triệu. Nhưng tại sao mình vẫn phải bỏ hết anh chị, bỏ hết và tập trung một cái làm thôi, dù nó khó. Mấy tháng đầu em gọi là mì tôm thôi. Bây giờ mọi người nghĩ làm tại sao làm thành công được như vậy, nhưng có những thời điểm rất khó, đâu có ai nhìn thấy đâu, đúng không? Em chạy xe đạp, chạy toàn là xe đạp không, bây giờ xe đạp em dục đâu luôn, em còn không biết mà. Em chạy chiếc xe đạp đó từ dưới quê lên đây và đi làm gì, chạy đi làm liên tục và thời gian đầu rất là cực. Thì anh toàn ăn mì tôm. Thật sự luôn, qua nhà anh chị Trang khi nào đi về cũng hỏi là có tiền xe đi về hay không để cho tiền về. Đi lên công ty ngồi làm là chưa là chị Trang phải mang cơm qua cho anh Trung chứ tiền không có. Anh nhìn vô đúng không ạ? Tiền không có. Thì tiền mà anh chị càng không có thì anh chị càng phải chơi thân với offline. Không? Anh chị càng phải chơi thân với offline. Offline hỗ trợ cho thời gian đầu để làm. Nhưng mình phải thực sự khao khát chị ha. Thì đầy người họ sẵn sàng hỗ trợ cho mình. Anh bị tôi mấy tháng trời là chuyện bình thường. Ở phòng trọ nằm. Về nằm cái phòng trọ là muốn bệnh rồi. Đó, nhưng thời gian đó em rất là lười. Anh chị biết là cái phòng trọ em thuê nó sát cái văn phòng của chị Trang đó. Chắc khoảng tầm 20 bước. Em vẫn không qua văn phòng luôn á, lười mức đó. Nhưng bây giờ là mình phải làm thay đổi hoàn toàn. Thì em tin chắc là với rất nhiều anh chị đang rất là siêng hơn em, chắc hơn cả trăm lần em ban đầu, mọi người sẽ làm kết quả mạnh hơn em rất rất nhiều nếu mọi người đang làm lệnh là chọn thôi đó. Thì em chọn No Skin là vì nó có thu nhập thụ động. Còn bên ngoài em kiếm được tiền đúng không chị? Em bây giờ thả ra ngoài em kiếm một tháng 1 tỷ là trở lên là chuyện bình thường. Tại có rất là nhiều người sẵn sàng hợp tác với mình. Khi chúng ta có kiến thức nhiều đó thì mình cần vốn rất ít. Nhưng khi anh chị không có kiến thức thì anh chị sẽ cần vốn rất nhiều, thậm chí vốn nhiều cũng không làm được đâu chị. Thì cái đội nhóm này nè, thì thầy Linh nói là về làm đại học thì nó quá chuẩn rồi. Làm đại học và tích lũy thật nhiều vào trong đầu của mình đi thì sau này nó làm cái gì nó thành công.
Thì em chọn cái là vì thứ nhất là nó có thu nhập thụ động, thứ hai là từ thụ động đó nó sẽ giúp cho mình có thời gian. Em không phải là cái người mà quá cuồng về tiền đâu chị, thật sự là như vậy. Và em biết được rằng để mà mình không cần phải quan tâm tới tiền nữa thì chúng ta phải như thế nào ạ? Cần Phải nhất có thật đầu nhiều tiền. Anh chị phải có thật nhiều tiền tới mức mà anh chị không cần phải quan tâm tới tiền nữa, thì lúc đó mình mới thoải mái luôn chị. Nó phải là như vậy chứ đừng có nói tôi không cần tiền, không có thằng nào không cần tiền đó, thằng nào có tiền nhưng phải cần và phải có thật nhiều để tới mức mà mình không cần phải quan tâm tới tiền nữa. Thì trong nuôi skin em tin chắc là mày đó, tại vì em được nghe những câu chuyện. Anh chị phải đưa team mình đi sự kiện để nghe những câu chuyện. Ví dụ thầy Linh nói một câu chuyện mà em rất tâm đắc là sao? Ông Su Đông ông kiếm 5 triệu từ nuôi skin, sau đó ông lấy 5 triệu đô đó đầu tư để kiếm 50 triệu đô từ bất động sản. Đó là một câu chuyện cực kỳ giá trị mà anh chị cần phải làm, cần cần phải biết. À, em nói lại nè, kiếm 5 triệu đô từ NuSkin và dùng 5 triệu đô đó để đầu tư để kiếm 50 triệu đô ở bên ngoài bất động sản. Tại sao ạ? Tại vì khi chúng ta làm NuSkin chúng ta có 5 triệu đô, không phải là 5 triệu đô không, mà chúng ta có cái là quan trọng nhất là có thời gian. Chúng ta có thời gian để đi ra ngoài đầu tư, chúng ta có thời gian để ra ngoài làm những cái khác. Còn những công việc khác nếu chúng ta tạo được cái doanh nghiệp 5 triệu đô là dính ở trong đó luôn, đố mà dám đi ra ngoài một ngày nào, đúng không ạ? Thì trong việc NuSkin nếu chị lên 1 triệu thôi là anh chị đã free rồi đó, anh chị đã tự do rồi. Đỉnh cao NuSkin là Blue Diamond trở lên là người ta kêu là tượng trưng của sự tự do rồi, cho nên chị làm team lead lên 4 star là rất chuẩn. Mình nhớ đúng không ạ? Cho nên là cái câu chuyện NuSkin là được dài và mình đã thấy quá nhiều người thành công rồi. Và có công việc nào hỏi chị như chúng ta hình dung đi, bây giờ một người khi chúng ta ra ngoài chốt người đó chúng ta phải chốt thật nhiều. Tại sao? Một người là một đơn hàng triệu đô của chị, mình hãy ghi lại đi ạ. À, khi chúng ta tuyển dụng đó là chúng ta đang đi bán những đơn hàng triệu đô. Tại vì một người có làm, em nói thật luôn, nói xin lỗi đừng buồn chứ có ngu cỡ nào thì ngu, nhưng họ làm 20 năm, 30 năm, 50 năm thì có lên thành viên 1 triệu đô, chắc chắn sẽ lên thành viên 1 triệu đô. Và khi đó thì anh chị được cái 90% của người dưới mà, đúng không ạ? Hệ thống sau tầng gần như 90% thì chúng ta có được 1 triệu từ họ là chuyện vô cùng bình thường. Cho nên một người chúng ta đang tuyển dụng đó là chúng ta đang đi bán những đơn hàng triệu đô đó anh chị, phải nhớ điều đó để chúng ta tuyển dụng, để chúng ta làm thật nhiều. À, đơn hàng triệu đô của mình đó thì mình phải follow, thì anh chị thấy cái điều đó tuyệt vời không ạ? Và trong công việc ngoài kia đố công việc nào làm mấy chục năm mà được 1 tháng 1 tỷ, nhưng trong việc nuôi skin này anh chị cái team lead mà làm chậm nhất là 17 năm, đúng không ạ? 17 năm người ta vẫn kiên trì làm team lead, cái đó là một cái em nói thật với chị là quá khủng so với bên ngoài rồi. Chỉ trong nuôi skin mình thấy nó ít thôi, tại vì nuôi skin nó quá nhiều người thành công nhanh đi, còn bên ngoài đó mà để mà kiếm 1 tháng 1 tỷ thụ động không có, không ai có luôn, mà không có nền tảng có, thì anh chị phải biết sức mạnh của bên mình nó như thế nào. Cho nên là mình cần phải làm cái skin thật nhanh lên từ 5 triệu đô trở lên là gần như tự động đó anh chị. Như ông Sandy thành viên 90% của Philippines, ông nói sao ạ? Người ta hỏi tôi là làm skin bao lâu, tôi phải hỏi lại là gì, bạn hỏi tôi lãnh tiền skin bao nhiêu năm, hay là bạn hỏi tôi làm skin từ khi tham gia là bao nhiêu lâu? Tại sao ạ? Ông làm đúng 5 năm thôi và bây giờ hai mấy năm lãnh tiền rồi anh chị. Sức mạnh nó là như vậy, để mình có thời gian mình làm bất cứ điều gì mình muốn, thì em cần cái thời gian đó cho gia đình, cho những cái điều nó khác hơn chứ không phải là suốt ngày đi kiếm tiền. Cho nên ông Sandy nói là trong Nuskin không có người thất bại đúng không ạ, chỉ có người thành công và người bỏ cuộc thôi. Thì chúng ta cái quan trọng ở đây là nó có một cái khoảng thời gian thách thức, nó có một cái khoảng thời gian thách thức cho mình, là ví dụ em nói là 5 năm hoặc là thách thức là 10 năm để anh chị thành công, thì anh chị có sẵn sàng đi cái đường tắt đó hay không? Anh chị có sẵn sàng đi đường tắt là 5 năm là 10 năm đó để mình đi đến thành công hay không? Tại vì mình đang làm một cái rất khó. Tại sao ạ? Người ta bên ngoài người ta làm cả mấy đời không tự do được đúng không? Người ta làm mấy đời luôn chị không tự do được. Nhưng mình đang làm một cái trong 5 năm để tự do hoàn thành lời cầu của mình và tự do cuộc cả đời con mình, cháu mình, chắc mình. Khó không? Theo chị mình làm 5 năm so với người ta làm mấy đời có khó mà. Rất khó. Đúng không? Rất khó. Nhưng anh chị có sẵn sàng đi đường tắt không? Còn em là em sẵn sàng đi đường tắt đó. Anh nhìn dùng được cái tư duy ở đây không ạ? Có nghĩa là mình xác định là mình đi đường dài với NuSkin và mình tin chắc là một điều mình thành công, và nếu chị không giỏi nữa thì phải là người ở lại cuối cùng với NuSkin thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ thành công được. Thì em thích nhất, cái giá trị lớn nhất trong NuSkin đó là cái sự tự do của mình, và bên cạnh đấy là có môi trường cho em cống hiến. Là cuối cùng khi anh chị có kiếm như thầy Linh tuyển dụng, thì thầy Linh cũng nói một câu là khi bạn có 1 triệu đô thì bạn sẽ làm gì, đúng không? Thì với mục đích của em là em giúp người khác cải thiện cuộc sống và giúp cho người khác cũng được tự do, mình cũng không cần phải quan tâm về tiền bạc như mình. Cải thiện ở đây không phải là cái gì quá ghê gớm, chỉ có thể là sức khỏe của họ tốt hơn, đúng không? Có thể là họ được phát triển tư duy tốt hơn, gia đình họ hạnh phúc hơn cũng là ok rồi. Đó, thì em tin chắc là thông qua cuộc skin em sẽ giúp được vài chục triệu người, chứ không phải là vài triệu người đâu, vài chục triệu người là chuyện bình thường. Với công cụ online bây giờ không có một cái chút giới hạn nào hết anh chị,
có càng nhiều tiền thì càng vả càng nhiều tiền quảng cáo vào, có nhiều tiền là cứ vả tiền quảng cáo vào sẽ giúp rất là nhiều người chị, mình hình dung được không ạ? Thì Nuskin cho mình tiền, tự do, sức khỏe và tất cả mọi thứ mà em muốn thì Nuskin nó có. Điều quan trọng là chúng ta có kiên trì vượt qua những cái lúc khó khăn để mình đạt được cái gì mình muốn hay không. Thì những cái lúc khó khăn đó thì em sẽ làm gì mọi người, như thầy Linh nói là khi mà một người mới vào đó, một người mới vào thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình gặp khó khăn gì? Thứ nhất là vốn, đúng không? Thứ hai, với em bây giờ này, không phải là người mới như em và người cũ này, thì cái thời đại bây giờ cái khó khăn nhất của em đó, thứ nhất là bản thân mình, và cái thứ hai đó là mình cần phải học cách nói không. Anh chị comment xuống giúp em là mình cần phải học cách nói không anh chị ơi, chứ không phải là học cách nói có. Học cách nói không, tại vì với em bây giờ nó có quá nhiều cơ hội bên ngoài đủ mình hợp tác đi. Nếu trong thời điểm anh chị khó khăn, thậm chí có những tháng không có tiền từ Nuskin luôn, thì anh chị có làm nữa hay không? Hay là mình lại nhảy ra một cái công việc khác rồi mình làm? Nhảy cái khác lại phải bắt đầu là từ đầu, đúng không ạ? Và ngay thời điểm khó khăn đó là thời điểm mình học mà, thì mình lại bỏ đi, em không có làm đó. Trong đầu em bây giờ mình cần phải học cách là làm mờ mắt đi, phải học cách là làm tai mình cho nó không có nghe tốt đi, đừng có nghe thêm cái gì bên ngoài nữa hết, tập trung đúng một cái làm thôi. Em nói thật mọi người, có rất là nhiều người kiếm hàng chùm clickbank luôn, em rất là nhiều anh sẵn sàng mời em ra gặp những cái người đối tác của anh để mà giúp cho mình kiếm thêm tiền đó. Em ra em nói thẳng là em đang làm nu skin rất ok cho nên em không có làm gì hết á, chỉ cần gì hỗ trợ thì em hỗ trợ, còn em là tập trung làm nu skin và em tin chắc là em làm top 1 trong nu skin và em đang làm nu skin rất ok, không có ai mà dụ em làm được một cái gì hết. Và phải làm tới khi ít nhất 5 triệu đô, 10 triệu đô đi, rồi thích làm cái gì thì làm, phải làm như vậy. Tại vì nếu chúng ta một người leader ở trên, lead by example đúng không, lead by example đúng không, chúng ta phải lãnh đạo cách làm gương. Mình là người leader mà mình còn không tập trung thì làm sao mà nói người dưới tập trung được chị? Never. Em đội nhóm em không dính vô tài chính, không dính vô, tại vì nó rất mất thời gian, rất mất thời gian. Thì cái thời gian đó mình tập trung mình học, mình học và mình cày, mình luyện skin đó chị. Nhiều người chính sách giả thưởng mình chưa biết thì tại sao không dùng thời gian đó để học chính sách giả thưởng đi, để gia tăng sự tự tin của mình khi ra ngoài mình nói chuyện đi, đúng không ạ? Nếu chị không có gì hết thì phải biết cách bán tầm nhìn cho người khác bên ngoài, chị phải tin chắc 100% là mình thành công. Riêng cái thái độ đó thôi là anh chị đã tuyển dụng rất là nhiều người rồi, em không cần anh chị giỏi gì hết. Chị chỉ cần nói là gì, là trong cái việc này nè, em là như chú đi nói là công việc em chọn không bao giờ là em làm những cái việc tào lao, em làm cái gì là phải thắng cái đó và phải thắng lớn em mới làm. Và em tin chắc rằng trong 2 năm nữa hoặc trong 3 năm nữa em phải trở thành top 1 Việt Nam, đúng không? Thì mình nói vậy thôi, anh có muốn làm cùng với em không? Là người ta muốn làm rồi chị, như vậy thôi. Cái là mình nói cái tâm thế đó là rất là nhiều người họ sẵn sàng làm với em rồi. Lúc đó là anh chị có chọn thôi, chọn thằng nào thái độ ok thì nhận. Còn đừng có đưa tiền vào cho em không có nhận, đưa cả tỷ vào mà thái độ không ok em cũng không nhận luôn. Nó phải là như vậy. Thì mình phải trở thành một người có giá trị thì mình mới làm được điều đó. Ha, thì cái khó khăn của em đó là bây giờ mình phải tập trung vào cái cơ hội, chính cái cơ hội này. Nuskin là lựa chọn quá hoàn hảo rồi, bây giờ quên hết đi, quên hết những khác đi và tập trung làm Nuskin thôi, tới khi làm thành công thì thôi. Được gì kia chỉ có 5 triệu đô, 10 triệu đô rồi chị đầu tư bất động sản kia em không nói, nhưng bây giờ chưa có. Mình làm rất mất thời gian, rất tập trung. Em thậm chí em nói thẳng luôn là em có 1 triệu đô rồi em có nhiều. Vậy cho nó máu. Làm tới khi được cái đó anh chị, thì em đặt mục tiêu là 1 năm thôi phải làm được đó. Thì trong đầu em bây giờ đang có rất rất nhiều ý tưởng đã làm 1 triệu đô. Rất rất nhiều ý tưởng đã làm được 1 triệu đô chị. Ví dụ viết sách, em chuẩn bị viết một cuốn sách dạy bán hàng online luôn. Anh chị đây là ý tưởng em nói thẳng luôn. Dạy bán hàng online để cái đó là vừa làm phễu. Và bây giờ anh chị thấy không, một cái người đã kinh online rồi, nhưng nếu có một cuốn sách dạy về kinh online chuyên nghiệp, họ có mua tiếp không? Vẫn mua tiếp. Thì cái đó làm phễu để hút vào học mình tiếp tục. Đầy cái chiến lược cho làm, anh chị có mục tiêu chưa? Mục tiêu rõ ràng chưa? Và tham vấn apply và ngồi nghĩ thật nhiều về mục tiêu đó. 1 triệu đô liên tục. Và em muốn 1 triệu đó, một lúc đầu đó, khi em đưa ra mục tiêu 1 triệu đô, thì em sẽ tính rất nhiều thứ làm và nuôi skill chỉ một ít thôi. Nhưng không, bây giờ em tập trung lại rồi, bây giờ em nghĩ chết rồi, bây giờ mình làm cái đó là chết, mình sẽ không tập trung. Thì em sẽ tìm cách kiếm 1 triệu đô từ nuôi skill. Anh chị nhớ không? Mình sẽ tìm cách mình kiếm 1 triệu đô bằng cái phương tiện nuôi skill và một cái nuôi skill thôi. Cái đó là cái hay nhất, còn nếu không chúng ta sẽ bị lan man bên ngoài. Có nhiều người muốn kiếm vài tỷ nhưng phải đi đầu tư tài chính, phải làm bên ngoài thì anh chị sẽ mất tập trung nuôi skin. Thì lúc đó là cái bước mình khởi động bạn mất rất là mệt. Và sẽ có thời kỳ hệ thống nó rớt hết, anh chị vẫn cứ phải là người đi tiếp, làm tiếp, làm thật mạnh. Và thời gian này em đang lấy lại, như thầy Linh hay nói là em làm với cái tâm thế mà lúc đầu em làm đi. Thì em đang làm với tâm thế là những ngày đầu em làm. Những ngày đầu mình không có tiền, mình làm sao, mình làm bất chấp như thế nào, mình ra mình nói với cơ hội kinh doanh ra sao. Thì bây giờ mình phải nói với tâm thế như vậy, không ngán ông nào hết chị. Bây giờ đừng có ông nào, em không có sợ một ông nào đó kiếm bao nhiêu tiền ra em cũng chém bình thường. Việc của mình là chia sẻ cho họ hiểu về Nuskin.
còn họ bị say yes hay no là vì họ, và mình làm tăng số liệu thật nhiều lên. Mà tin chắc là chỉ cần với một tâm thế thôi là đội nhóm chị đã có rất là đông rồi. Cứ đưa thật nhiều vào đi thì chúng ta sẽ học được kỹ năng lãnh đạo. Lãnh đạo, học cả kỹ năng lãnh đạo luôn. Ok, em chia sẻ sơ vậy. Rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Bây giờ thì tất cả chúng ta vừa nghe một cái câu chuyện đó là từ một leader trẻ, đó là Hoàng Nam. Và chúng ta học được những bài học gì từ câu chuyện của Hoàng Nam thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy cùng comment dưới đoạn livestream này. Và chúng ta có những cái câu hỏi gì dành cho Hoàng Nam thì chúng ta hãy cùng đặt câu hỏi cho Hoàng Nam. Và Hoàng Nam sẽ có 30 phút để trả lời tất cả các câu hỏi dành cho chúng ta trong cái buổi tối ngày hôm nay. Đó, thì bây giờ chúng ta có những câu hỏi gì chúng ta hãy gõ thật nhanh xuống để Hoàng Nam ưu tiên trả lời những câu hỏi. Ai có câu hỏi nhanh nhất thì người đó sẽ được trả lời đầu tiên. Ok nhé các bạn. Trong lúc mà chờ đợi các câu hỏi của các bạn thì anh có một câu hỏi dành cho Nam đấy. Thì khi mà em làm thì có những cái gọi là khi mà mình lead đội nhóm đấy thì cái việc mà em giao tiếp hay là em nói chuyện và em xử lý những cái vấn đề trong nội bộ của đội nhóm em thì thường như thế nào? Khi mà em có những cái vấn đề ví dụ như downline họ không nghe rồi mình bị chệch hướng thì những cái lúc đó thì em làm như thế nào để em quay trở lại và có được thành công giống như ngày hôm nay? Thì cái thứ nhất đó, khi mà trong đội nhóm mà nó xảy ra vấn đề đó chị, thì em luôn ưu tiên thứ nhất là từ bản thân em trước. Em biết là khi đội nhóm em xảy ra vấn đề là bản thân em đã có vấn đề, thì em sẽ tham vấn upline của mình liền. Một mình ngồi nghĩ không có ra được, em không có nghĩ ra được những biện pháp. Và nếu chị đang đau năng lượng, bạn chị càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng tập trung vấn đề, thì em qua gặp upline của em liền. Và upline của em là bắt đầu set goal lại, là lúc đó em mới chọn trước. Thứ hai là đội nhóm của em mà có vấn đề thì em tận dụng sức mạnh của upline luôn. Nếu trong thời gian đầu mà mình chưa đủ kỹ năng lãnh đạo chị, thì mình làm nhiều cái nó rất là sai. Rồi ví dụ như là thời gian em ít quan tâm đội nhóm này, tại vì bản thân em là em không có follow được ra nhiều, em cứ tuyển vào rất nhiều nhưng cách em follow nó chưa tốt, thì em phải nhờ cái upline của em follow, em nhờ cái chị của em follow đó để hiểu hơn. Chứ bản thân em là em cứ bang bang em làm thôi chứ em chưa có theo sát downline. Nhưng ngày hôm nay buổi chiều đó thầy Linh dạy cho em một cái bài về theo sát rất hay, thì em sẽ áp dụng cái đó vào trong đội nhóm của em. Thì khi mà họ đội nhóm họ tiêu cực thì thứ nhất họ xảy ra vấn đề thì chúng ta cần phải lôi họ đi sự kiện thật nhiều nha. Cứ đưa đi sự kiện thật nhiều, đưa đi sự kiện thật nhiều trong sự kiện đó. Tại vì á mình nói như thầy rất đúng là mình chia sẻ nhưng nhiều người đâu thích mình chia sẻ đâu. Mình cứ nghĩ mình chia sẻ hay nhưng nhiều người họ không thích, thì chúng ta đưa vào sự kiện có rất là nhiều câu chuyện, họ sẽ tự nghe câu chuyện đó, họ sẽ tự động làm. Và thật sự luôn, với tâm thế của em thì em luôn đi tìm ra những người lãnh đạo độc lập. Tại vì thật sự là em vẫn đang một người rất là nhỏ và em kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc con người em còn rất kém, thì em cần phải tuyển dụng rất rất nhiều để đưa vào đội nhóm của em những người độc lập, những người đó sẽ hỗ trợ cho em để làm. Và cái tuổi của em cũng nhỏ đó, cho nên là những người lớn em vẫn chưa có biết cách làm việc nhiều lắm với họ, thì em phải nhờ upline. Ví dụ như là những người top hơn em sẽ nhờ gặp cả thầy Linh để nói chuyện thêm với em. Chứ bây giờ có những người em không có nói chuyện trực tiếp với họ được. Thứ nhất bên ngoài họ cũng thành công hơn mình, thứ hai là họ cũng có rất nhiều cái hơn mình và mình chưa biết cách xử lý cho nó khéo đó, thì em nhờ upline này kia là hay nhất. Và việc của mình là mình phải liên tục đi lên và phải làm sao đó tập trung vào chính mình để tạo kết quả thật lớn, thì lúc đó chúng ta sẽ dẫn dắt được người khác rất dễ. Còn nếu như mình không làm mà mình kêu người khác làm, không có làm gì, tại vì một người họ sẽ sao chép mình bằng cái hành động của mình, thì bắt đầu là em nhìn là bản thân của mình có dậy sớm hay chưa, mình có làm thành công thói quen thành công hay chưa, mình đã có tuyển dụng liên tục hay chưa mà mình cứ nói đội nhóm tuyển dụng, mình có bán hàng này kia hay chưa, có nghĩa là mình có đi sự kiện hay chưa. Thời gian năm ngoái em không đi sự kiện nhiều, em không đi sự kiện nhiều anh chị, cho nên đội nhóm em không đi gãy là chuyện rất bình thường. Cho nên em nhận ra được cái điều đó và năm nay là em 100% cho sự kiện. Và em thấy những cái thầy Linh chia sẻ nó quá đúng đi, cho nên là bây giờ em chỉ nghe em làm theo. Và trong quá trình đó em sửa, thầy Linh kêu em dạy lớp 5 giờ sáng, em dạy lớp 5 giờ sáng. Tới thời điểm này em vẫn chưa biết dạy cái gì nhiều lắm, nhưng em mà sẽ hỏi thầy Linh cho tới khi ra được cái giáo trình dạy 5 giờ sáng. Nhưng bắt đầu là anh chị phải dám làm, không dám làm là không có gì hết. Thì sẽ có rất nhiều cách để cho chúng ta dẫn dắt đội nhóm, có thể chúng ta sẽ follow sát hoặc nó có một cái ưu điểm trong công việc kinh doanh hệ thống này của mình, đó là anh chị được chọn cái người mà chúng ta muốn làm việc cùng, đúng không ạ? Chúng ta được chọn cái người chúng ta muốn làm việc cùng mà đã mang tính chọn lựa đó, mang tính chọn lựa đó thì anh chị cần phải hiểu là phải có số đông, đúng không ạ? Mình cần phải vơ vào rất đông thì chúng ta mới có quyền lựa được. Chứ vì anh chị tuyển dụng một người hai người suốt ngày đi phục vụ cho người ta luôn đó, làm sao mà lựa được? Thì em sẽ làm cái cách là tuyển dụng rất nhiều
để tìm ra những người leader độc lập và họ hỗ trợ cho em là tìm ra những người mình muốn làm việc cùng với họ. Còn tất nhiên là trong quá trình học, trong quá trình làm thì em vẫn đang rèn luyện bản thân để biết cách làm việc với con người, làm sao cho nó khéo hơn, lãnh đạo đắc nhân tâm, em vẫn đang học chứ em còn thiếu sót rất nhiều. Thì em tận dụng đòn bẩy của offline, của sự kiện là nhiều, và em tuyển dụng đối tượng nó chất hơn một xíu, có nghĩa là tuyển dụng cái đối tượng mà họ đã có tư duy để kia nó vững rồi. Thì thực chất là một người leader thực sự là trong hoàn cảnh đó họ vẫn có thể tự xử lý lên, chứ em mình chưa có quá giỏi trong cái việc mà làm việc khi mà đội nhóm gặp vấn đề. Em vẫn đang tận dụng đòn bẩy của offline. Có nghĩa là khi mà bây giờ trong cái trường hợp mà chúng ta năng lực nó vẫn chưa phải là tốt nhất ấy, thì đó là chúng ta kết hợp giữa offline, đúng không? Thực tế là không phải là mình em đâu, kể cả anh cũng thế. Anh cũng có những cái mâu thuẫn hay là có những cái vấn đề trong quá trình mà mình làm việc với downline của mình. Giống như trong gia đình của chúng ta thì hai vợ chồng vẫn có những lúc mà chúng ta có những cái mâu thuẫn với nhau. Thì đôi lúc là mình bản thân người trong cuộc xử lý cũng không phải là tốt nhất. Có là mình sẽ nỗ lực là bản thân mình phải là người trực tiếp giải quyết vấn đề. Nhưng trong những cái trường hợp mà chúng ta chưa thể giải quyết được thì chúng ta phải cần nhờ đến những cái người ngoài, bố mẹ chẳng hạn. Thì trong cái công việc kinh doanh của chúng ta đó là chúng ta phải nhờ đến offline. Bởi vì chúng ta có đến 6 người cha, người mẹ của chúng ta, là 6 cái đời offline của chúng ta bên trên. Và chúng ta hãy tận dụng tối đa những cái con người đó để họ giúp cho chúng ta. Bởi vì đó chính là một cái đòn bẩy để giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc trực tiếp với người đó, những người đó thì gặp vấn đề chúng ta sẽ vấp phải rất nhiều, đúng không? Yes, đúng rồi. Con Nguyễn Phúc Tâm có hỏi một câu là tại sao lười biếng mà thành công? Lười làm thôi chị, nhưng mình phải nhớ là nếu chúng ta làm ít hơn người khác mà muốn thành công hơn người khác thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Làm thông minh hơn. Anh chị phải nhớ là phải làm thông minh hơn rất nhiều chứ không phải lúc đó là cày. Em làm thông minh rất nhiều là tại sao? Tại vì nếu như người khác chỉ đi cả một tháng cà phê 30 người liên tục để chốt người đó, thì em chỉ chốt một người mà có cả hàng trăm người thôi. Anh nhìn không? Thì nó sẽ hơi khó, nhưng khả năng của em nó làm được điều đó. Thì em chọn cái đó em làm rất là khỏe. Em tuyển một người vào, em thậm chí là đi mở mã số mỏi tay luôn. Em mở mã số em ám ảnh luôn. Mở mã số liên tục. Đi lên công ty mua hồ sơ để mở mã số. Em kêu là bán em 8 bộ hồ sơ. Người ta kêu công ty không bán lẻ, là vì họ nghĩ em mua 8 tờ. Xin lỗi, em mua 8 bộ là 80 tờ. Và em mở trong mấy ngày thôi là hết rồi. Nó phải như vậy anh chị. Thì mình cần phải làm thông minh hơn. Bằng cách là mình có nghĩa là mình phải trong bản thân mình phải có một cái gì đó nó năng lực tốt hơn người khác một xíu thì em mới làm thích hơn, em đạt được nhiều hơn người ta. Thứ hai là cái chiến lược của mình, tùy anh chị thôi. Nếu anh chị đi gặp cả 30 người để huấn luyện cái rất mệt, thì em tuyển cái ông mà có thể tuyển cho em cả ngàn người, thì cái đó em làm đang rất hiệu quả và em vẫn đang tuyển dụng song song cả hai. Tại sao mà nói là lười biếng mà thành công? Thì lười nhưng cái lúc nào làm thì làm hiệu quả. Nhưng với là anh xin bổ sung thêm là đôi lúc là cái mọi người chúng ta nghe câu chuyện đó phải thật rõ là Hoàng Nam có thể lười so với anh hay là với cô Nga thôi, đúng không? Nhưng so với người bình thường thì em rất là chăm chỉ, bởi vì qua quá trình mà em làm việc với anh thì anh để ý là em làm việc rất là chăm chỉ, có là làm việc ngày, làm việc đêm, thậm chí là có những lúc mà em không có thời gian để mà thức trưa đấy. Có là mình làm việc rất là chăm chỉ chứ không phải là lười biếng đâu các bạn, mà là lười biếng so với ai. Có nghĩa là em nói là nó không tập trung đó. Có thể là không tập trung trong quá trình mình làm việc, không tập trung lắm, nhưng mà em vẫn làm rất siêng nhiều, em vẫn làm tới 4-5 giờ sáng bình thường. Đúng rồi. Okay. Và sau này thì Hoàng Nam có thay đổi nhiều hơn, đúng không? Để bắt đầu có hiệu quả. Em thay đổi quá nhiều. Chính xác. Thời điểm này có bạn Nguyễn Đại Hữu hỏi em á, khó khăn nhất khi anh bắt đầu mục tiêu của anh là gì? Khó khăn nhất khi bắt đầu mục tiêu của em đó, thật sự luôn là em tin chắc là em có dư khả năng và năng lực làm được những cái điều em muốn rồi. Khó khăn nhất là bản thân em rồi. Không kỷ luật, không tập trung, làm việc theo cảm hứng hay trì hoãn. Đó thì là mình cần phải ép mình vào cái đó. Ví dụ như bây giờ là em làm mục tiêu nào và em cần phải nói mục tiêu ra cho rất là nhiều người, để nhiều người biết, để họ hỗ trợ mình làm. Hoặc là em có thể nói với chị Trang, em nói với upline của em để làm. Tại vì bản thân em chỉ có khó khăn nhất là bản thân em không chịu hành động thôi chị. Bản thân mình không chịu hành động thôi, chứ bây giờ không có gì khó khăn nữa hết. Anh chị muốn làm sự kiện ngàn người không? Nói về mấy anh có sự kiện ngàn người. Có hết, anh chị có làm hay không thôi. Thì bây giờ bản thân mình có là người dám làm hay không? Thì phải đưa ra được cái hành động và hành động quyết liệt. Bản thân mình hành động quyết liệt là ok. Thì cái khó khăn nhất, rào cản lớn nhất là chính mình. Là bây giờ em đang hoàn thành những thói quen thành công, dậy sớm, tập thể dục và kia điều độ, còn trước em không bao giờ có. Và mình tập làm sao đó để tăng cái nhóm D của mình lên, để tăng cái sự hành động điên cuồng lên. Ví dụ như là anh chị có thể học hỏi một người upline rất tuyệt vời của mình là anh Kiệt Nguyễn. Cái thời gian đầu tiên anh đặt cái biệt danh của anh đó, kênh YouTube bây giờ anh chị có thể lên sập luôn.
Action Nguyễn. Action Nguyễn là người hành động chị, thì hành động mới tạo được kết quả, đúng không ạ? Hành động tạo được kết quả, và cái nào cảm lớn nhất của em là không chịu hành động thôi. Có nghĩa là chúng ta biết là chúng ta muốn điều gì rồi, đúng không ạ? Mình biết là mình muốn điều gì rồi, thậm chí là chúng ta biết chính xác là mình cần làm gì để đạt được điều đó, nhưng chúng ta không làm. Em chỉ thấy có một điều đó thôi. Thì bây giờ muốn làm thì như nãy em nói, thì chúng ta cần phải có người thúc ép, hoặc có thể training riêng cho những đội trên để làm sao đó, để anh em quan sát, giám sát nhau, giám sát nhau để làm. Chứ bản thân em thì cũng không có thần thánh gì hết đó. Cũng phải có người thúc đẩy kia liên tục thôi, thì phải có người coach, có người mentor để họ hỗ trợ cho mình làm. Thì khó khăn lớn nhất là chính bản thân em, tại vì bây giờ vốn kêu thiếu vốn là một điều, là một lý do không không đúng. Anh chị thiếu gì cũng không đúng, kiến thức có hết rồi, có làm hay không thôi. Khi chị có kiến thức rồi, chị muốn làm, ok, sự kiện ngành nữa, sẽ có giải pháp đầy đủ các anh chị. Thì khó khăn lớn nhất là chính mình. Với em là như vậy, và tới điểm này vẫn như vậy. Rồi. Anh em có câu hỏi nào nữa, chúng ta đặt câu hỏi cho Hoàng Nam tiếp anh em nhé. Dạ. Thì nếu chưa có câu hỏi đó thì em sẽ chia sẻ trong khoảng thời gian chưa có câu hỏi là gì ạ? Là chúng ta phải, để mà tuyển dụng tốt, để mà chúng ta ra ngoài làm việc tốt á, thì chúng ta cần phải nhận thức rất rõ cái giá trị của cái DMS con bi đang có là gì. Anh chị phải nhớ nè, chúng ta sẽ hỗ trợ cho người ta từ khi người ta không biết gì cho tới khi người ta thành công, được chưa? Chưa biết gì tới khi thành công. Mà nếu anh chị nghĩ nè, một khóa học mà mình dám cam kết họ còn ngồi làm, mình còn chỉ tới khi, em chưa nói là mấy triệu đô này kia, em nói là 1 tỷ một tháng. Từ khi chưa biết gì tới khi kiếm được 1 tỷ một tháng, tới suốt cuộc đời của họ, và họ lãnh tiền nó mấy đời, thì theo anh chị khóa học đó đáng giá bao nhiêu tiền? Bây giờ nếu như có một cái khóa học mà kèm cặp anh chị tới suốt đời, tới khi anh chị hoàn toàn làm được đó, hoàn toàn tự chủ động làm được hết, kiếm được ít nhất 1 tỷ một tháng thì thôi, và cái tỷ đó là chủ động mấy đời luôn, thì theo như anh chị cái khóa học đó đáng giá bao nhiêu tiền? Vô giá, vô giá. Không bao nhiêu tiền. Đúng ạ. Làm gì có thầy nào bên ngoài dám dạy một khóa cam kết trọn đời để làm ra kết quả. Em lại không có một ông nào trên thế giới dám làm cái đó hết. Đội nhóm mình dám làm, đội nhóm mình dám làm, ký biên bản đi, anh ký biên bản làm tôi 30 năm đi, tôi dám cam kết cho anh một tháng 1 tỷ cho đến đó, đúng không ạ? Yes. Mình làm được đó. Thì cái khóa học đó là khóa học vô giá, đúng không chị? Thì chúng ta cần phải hiểu điều đó. Để mà mình nói là riêng cái phần mà các bạn được học thôi, anh chị định giá được là những cái kiến thức mình học là gì. Bây giờ tôi dạy cho bạn cái cách để bạn quảng cáo, cách để bạn marketing đó, cách bạn sale, để mình kiếm được 100 triệu một tháng, và từ giờ đến cuối đời các bạn đều kiếm được trên 100 triệu một tháng, thì cái khóa học Facebook với sale đó nó đáng giá bao nhiêu tiền? Anh chị sẵn sàng trả bao nhiêu? Đúng không? Trong mình dạy gần như miễn phí rồi, không còn gì nữa. Dạy tất tần tập rồi anh em, thì nó phải đáng giá hàng chục tỷ. Có ông nào có khóa học nào 1 tỷ mà chỉ người ta cách kiếm 1 tỷ một tháng không, hoặc là cách kiếm 100 triệu một tháng, là không có rồi. Bỏ ra 100 triệu đi học để một tháng kiếm 100 triệu là không có, không, trên thế giới không có nào có. Đúng không? Thì mình làm được cái điều đó cho họ. Thì chúng ta cần phải nhận thức rất rõ giá trị trong DMS copy là gì. Đòn bẩy quá khủng, đòn bẩy quá lớn. Đối bên ngoài em tự tổ chức được chương trình 500 người để mà em đứng lên em chém gió, không có. Nhưng đòn nhóm DMS copy của mình giúp được điều đó. Anh chị chỉ cần nói cái điều mình mong muốn với DMS copy, và mình thể hiện mình là một người xứng đáng với cái sự hỗ trợ của đòn nhóm, là đòn nhóm sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị. Cho nên khi ra ngoài đó, nếu anh chị còn khi gặp người ta mà còn để cho người ta cứ chạy long nhong ngoài đường đó, đó là anh chị đang có lỗi với họ đó. Đây là một cái điều, một cái cơ hội để giúp cho họ thay đổi, giúp cho họ phát triển. Họ mất gì không? Không mất gì hết. Không mất một cái gì. Được rất nhiều kiến thức, được rất là nhiều tiền. Mà anh chị còn không tìm mọi cách để cho họ vào, đó là lỗi cho mình. Nó chẳng khác nào là mình có một sản phẩm tốt mà mình không bán á, không tìm cách bán á, đó là mình là người có tội. Đúng không ạ? Thì cái sản phẩm bên mình là nó quá tốt rồi anh chị. Không có chỗ nào tốt hơn đâu, em nhắn đảm bảo luôn. Anh chị sẽ thấy team FB của mình là kiểu gì cũng top một thế giới, không có đội nào hơn được. Em hứa thật lòng luôn. Yeah. Tại vì cái sức mạnh bây giờ không có một cái chút giới hạn nào với đội nhóm của mình cả. Nếu như anh chị làm với một tâm thế như thầy Linh là ok. Nếu chị thực sự khao khát xin qua nhà thầy Linh làm liên tục vẫn được mà, đúng không? Đầy đủ tới khi nào làm được mạnh hơn thầy Linh rồi. Anh chị hình dung đúng không? Để mình nhận thức được giá trị trong bên mình, để mà ra bên ngoài kia mình đi với tâm thế mình giúp họ, chứ không phải là mình chốt này kia. Chốt xin vào làm em không cho, chứ ở đó mà chốt đưa 100 triệu chắc gì em đã cho vào, đưa 1 tỷ chưa chắc em cho vào. Em nói thật với chị luôn, có nhiều người đứng sân khấu mấy ngàn người nhắn tin xin em làm liên tục em không nhận. Thật sự luôn, mình chọn người làm. Khi mà anh chị nhận thức được rõ cái giá trị trong đội nhóm mình đang có cái gì, thì lúc đó anh chị ra ngoài mới tự chủ, mới tự tin được. Và cái bộ mình đang có trong này, cái lượng kiến thức trong mình đang có, giá trị mình đang có, bên ngoài em chưa nói thế giới, ở Việt Nam không thầy nào có hết.
Ok dạ. Ok. Có mấy bạn có đặt vài câu hỏi đây em ạ. Bạn Dạ. Ngô Quốc Thắng là khi anh mất tập trung vào công việc, anh làm thế nào để có thể tập trung lại được? Khi mất tập trung vào công việc làm thế nào để tập trung lại được đúng không ạ? Thì thứ nhất là vẫn phải đi gặp offline. Em sẽ đi gặp offline trước, dù em có thể tự nghĩ nhưng em sẽ đi gặp offline để set goal trước, và xong sau đó là em sẽ tập trung nhìn lại mục tiêu của mình. Mục tiêu thì không thay đổi đúng không ạ? Mục tiêu không thay đổi và tập trung đúng mình cái mục tiêu thôi, và bắt đầu là ghi ra kế hoạch và bắt đầu làm lại. Có nghĩa là mình đưa ra kế hoạch thì nó sẽ có ra kế hoạch ngày, kế hoạch tuần luôn đúng không chị? Thì cứ tới giờ là làm, em không bị trì hoãn như lúc xưa nữa. Hồi xưa thì trời ơi, nhiều khi mình mở trong các khóa học mà tới bữa đó chỉ có 5 người, 10 người em không dạy, nhưng không có, bây giờ đúng làm cái kế hoạch một người em cũng nói chứ không phải là 10 người, thì mình sẽ tập trung lại. Dạ. Nếu như mình gặp cái người coach của mình, mentor của mình, họ điều chỉnh hướng lại cho mình, cần phải liên tục giữ mình với đội nhóm. Anh chị nhớ là liên tục phải giữ mình với đội nhóm mình. Cái thứ hai là nhìn lại mục tiêu, mục tiêu anh chị phải hiện hữu trước mặt, nhìn lại mục tiêu được chưa, nhìn lại cái mục tiêu đó và mình tiếp tục mình làm tiếp vậy thôi. Một cái khó khăn của chúng ta đó là chúng ta lập được mục tiêu nhưng mà chúng ta quên nó, thì phải làm sao để nhớ mục tiêu mỗi ngày. Thì thầy Linh dạy rồi gì ạ, đọc công thức đầu tiên, đọc tuyên ngôn cuộc đời đúng không ạ, liên tục không chị, thì mình sẽ giúp mình nhớ mục tiêu, thì giúp mình nhớ mục tiêu mình sẽ tập trung liên tục. Đấy. Thì cái cách để mình lấy tập Ok. trung trong công việc thôi, thì mình ra mình làm. Có một cái câu hỏi nữa là ngày của anh Nguyễn Mạnh Cương là ngày em làm việc bao nhiêu thời gian để trở nên thành công? Ngày em làm việc bao nhiêu thời gian để trở nên thành công? Một ngày đó em bây giờ là em làm từ 5 giờ sáng, 5 giờ sáng là em bắt đầu em đứng em dậy rồi. Thì cái khoảng thời gian thì em vẫn chưa có thống kê là bao nhiêu đâu, nhưng em vẫn làm tới khoảng tầm 11 giờ đêm là em đi ngủ. 11 giờ đêm em đi ngủ thì cái khoảng thời gian đó, thứ nhất là em làm dành cho, như thầy Linh nói là em bây giờ đang tập trung dành cho đội ngũ leader, cái thời gian mình dành để đào tạo đội ngũ leader. Cái thứ hai là mình dành thời gian để marketing cho sự kiện. Em không có mất quá nhiều thời gian như xưa đi cà phê một một quá nhiều nữa. Nhưng bây giờ em tập trung vào sự kiện em có rất 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 nhiều rồi, thì thời gian em tập trung để em làm nó có thể một ngày em làm mười mấy tiếng là chuyện bình thường. Tại vì là có những ngày sự kiện đúng không chị, có những ngày sự kiện em dậy từ sáng đến tối mà liên tục như vậy, và phải liên tục giữ mình trong trạng thái bận rộn. Cho nên dạy mình là phải liên tục giữ mình trong trạng thái bận rộn và khẩn trương, làm liên tục như vậy đó, thì anh chị sẽ tạo ra một quá trình rất là lớn. Ví dụ như anh chị ra cà phê chị nói là anh chị có 30 phút rồi và 30 phút em cần phải đi như vậy kia rồi, thì cái giá trị của mình được nâng cao hơn rất nhiều. Thì thực chất là một ngày trung bình em làm khoảng tầm 10 tiếng thôi. Sẽ có những ngày này ngày kia, nhưng mà một ngày em làm tập trung khoảng tầm 10 tiếng là được. Thì tuyển dụng một ngày em làm là, thứ nhất là về bán lẻ thì em có đội bán lẻ rồi. Hồi xưa thì em không bán lẻ nhiều luôn, nhưng bây giờ em có đội bán lẻ rồi thì em vẫn đang làm một cái việc như thường ngày em làm thôi, đó là em tập trung vào làm tuyển dụng, marketing sự kiện, chạy quảng cáo sự kiện và hỗ trợ cho đội nhóm, những người leader, những người họ qua văn phòng của mình làm, những người lớp 5 giờ sáng đó, và mình liên tục mình làm như vậy, và mình quay video, mình làm những cái để mà giúp cho việc tuyển dụng tốt hơn chị đó, và mình học hỏi thêm mỗi ngày liên tục, nghe bộ Simulit, nghe những người thành công. Thì một ngày em làm nó khoảng tầm trung bình 10 tiếng thôi chị, chứ chưa phải là quá quyết liệt như các anh em đâu. Em tin chắc là em phải làm quyết liệt hơn rất nhiều, vì cái mục tiêu bây giờ Team Lead nó cũng quá ngắn rồi, và cái mục tiêu Moscow nó còn thời gian quá ngắn rồi, thì là mình phải nén thời gian, giảm thời gian đi một nửa, mà mình phải làm việc khoảng gấp đôi chị, phải làm thông minh hơn nữa. Thì chúng ta cần phải ngồi lập kế hoạch ra, nếu như kế hoạch của chị nó rõ ràng, nó clear ra đó, thì chúng ta sẽ làm nó hiệu quả hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta bận rộn cả ngày thì nó không hiệu quả đúng không ạ. Chúng ta đây không phải là chúng ta đề cao cái việc mà mình làm nhiều thời gian, nhưng mình phải đề cao cái việc làm hiệu quả. Thế khoảng thời gian làm hiệu quả của anh em là bao nhiêu đúng không? Thì em chia sẻ như vậy ha. Ok, hay quá. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hơi khuya rồi, hơi trễ rồi. Nên là rất là cảm ơn Nam đã dành hơn 1 tiếng 15 phút để chia sẻ cho tất cả anh chị em ở trong cái group về hành trình người xuất chúng, về những cái bài học về thành công của em, rồi về những cái thách thức mà em đã phải trải qua và em đã cái cách mà mình đã vượt qua nó như thế nào, đúng không? Và một cái câu chuyện rất là đặc biệt đến cho em, đó là một người không kiến thức, không kỹ năng, không kinh nghiệm, không tài chính, Dạ đúng rồi. nhưng sau 2 năm đồng hành rèn luyện và phát triển thì bây giờ mình cũng đã tạo ra được những cái thành quả nhất định mà cũng rất nhiều người mong ước có được những cái thành quả đó. Và chắc chắn thì với cái tinh thần này, thì với cái sự quyết tâm này, thì chắc chắn là đến lúc thành viên MBC đó, thành viên 1 triệu đô, thì nó rất là nhanh. Và Em là một viên một năm. anh đã cảm ơn em đã dành thời gian để chia sẻ ở đây, và tôi muốn là tất cả những
chúng ta đang xem cái livestream này và chúng ta nhận được những bài học, nhận được những giá trị từ bạn Nguyễn Hoàng Nam, thì chúng ta comment về một cái bài học mà chúng ta học được và sau đó chúng ta gửi lời cảm ơn tới anh Hoàng Nam để chúng ta tiếp tục trong cái thời gian tới, sau khi mà chúng ta làm một cái tour vòng hết tất cả những anh chị em mà từ Rubik trở lên, rồi những anh chị em là top GSV, sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với anh Hoàng Nam tiếp. Và bây giờ Hoàng Nam có thể có một cái lời chào hay là lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người qua cái livestream này và chúng ta sẽ kết thúc vào cái buổi tối hôm nay ở đây. Thì cảm ơn em trước rất là tiên nhiều thì Hoàng Nam nhé. Trước tiên em xin cảm ơn thầy và đội ngũ bên em Dream F&B rất là nhiều và offline trực tiếp của em, offline trên em là những người mà thật sự là trong những thời gian mà em không hề có một cái gì hết thì họ sẵn sàng hỗ trợ như là một người nhà. Thật sự là trong công việc em chưa thấy công việc nào mà họ sẵn sàng hỗ trợ hết mình phần như vậy, là như một người nhà trong trong nhà đó chị. Thì cái đội nhóm Dream F&B là một cái môi trường quá tốt rồi, thì chúng ta cần phải thực sự coi nó là một cái gia đình đi. Và mình làm, mình đừng có nghĩ là công việc cứ coi một gia đình và mình làm, mình gắn bó với nhau mình làm. Thì em tin chắc rằng với cái sự quyết tâm, sự quyết liệt cùng nhau mình đoàn kết mình làm đó, thì cái việc mà chiếm 90% thì phần Việt Nam hay là đứng top thế giới là chuyện sớm muộn thôi, mình sẽ làm được cái đó. Thì xin cảm ơn cả gia đình cô Nga, cả gia đình thầy Linh và các offline của em rất nhiều, anh Nhật, chị Trang, Vinh đã giúp cho em điều này. Thật sự nếu như em không làm Nuskin tới thời điểm này em không dám chắc là em đạt được cái gì đó chị. Và con người của mình nó cũng không ra gì luôn. Thật sự là như vậy. Thì chỉ mong rằng anh em thêm một cái thôi, chúng ta hành động nó mạnh mẽ hơn nữa. Thì khi hành động nó sẽ có sai, nó sẽ không bao giờ là đúng hết đâu. Hành động sẽ có sai, nhưng mình thường xuyên mình tham vấn offline và phải làm sau đó mình liên tục điều chỉnh để mình đạt được cái điều mình muốn. Thì phải liên tục hành động mạnh mẽ. Quan trọng này, ai cũng muốn hết á, nhưng cái cuối cùng em muốn nói chị là mình phải dám làm. Đưa ra là mình phải dám làm hơn người khác là mình thắng thôi chị. Bây giờ chỉ có thằng nào thằng làm giỏi là thằng làm nhiều, không có ai mà tự động giỏi đó. Em muốn tuyển dụng tốt, anh chị biết là bất kỳ ông Grab, bất kỳ ông GoViet này em cũng phải nói không, em nói liên tục mà tới thời điểm đợt này em uống thực phẩm Nuskin đó, em khỏe hơn rất nhiều. Có một thời điểm em nói liên tục mà em nuốt nước miếng không được, có nghĩa là nuốt nước miếng phải là một cách chủ động anh chị, chứ không phải là một cách tự nhiên đâu. Mình phải luyện tới mức đó thì mình sẽ nói nhiều thôi, chứ bây giờ em đâu cần phải chuẩn bị những cái quá nhiều đâu. Và mình chỉ cần luyện đúng một lần, mình làm một lần cho lớn chị, mình làm một lần thôi và chúng ta sẽ biết cái cách đó, chúng ta sẽ làm cả đời. Anh chỉ cần tuyển dụng, học được công thức tuyển dụng đúng một lần thôi thì công thức đó sẽ áp dụng cả đời và sẽ hỗ trợ cho cả đội nhóm ta làm rất mạnh sau này. Thì hãy đưa ra cái quyết định làm một lần. Bây giờ ví dụ cột mốc là 3 tháng, làm hết sức mình trong 3 tháng đi, thì em tin chắc là mình chỉ cần làm đúng một lần, mình thành công lớn thôi, thì mình sẽ tạo một tiếng vang rất lớn trong đội nhóm mình và mình sẽ làm quen được rất là nhiều mối quan hệ chất lượng, và từ đó công việc của mình nó sẽ đi hơn, đi lên rất là tốt. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe. Và nếu như em tin chắc là trong công việc này, nếu như ai mà chưa thực sự quyết tâm đó, anh chị cứ cho vào cái bình luận này, cho vào cái livestream này cho họ xem, hoặc là cho nhắn tin với em. Nếu như ông nào kêu có thằng nào làm thành công không, đưa qua em chém nha. Thật sự anh chị là em không có cái giới hạn nào trong việc làm blue skin, không thể không thành công được. Phải, anh chị phải biết điều đó. Ai nghĩ thì nghĩ, việc của mình là tiến lên liên tục thôi. Thì sẽ giúp được cho anh em rất nhiều. Thì anh em phải đưa đội nhóm mình tới sự kiện thật nhiều. Riêng em thấy các livestream trong đội nhóm này là quá tuyệt vời đó, cứ tát họ vào và làm sao cho họ phải nghe. Phải nghe được anh chị ha. Ok, xin cảm ơn chị rất nhiều và có thể hẹn lại anh chị trong những cái livestream lần sau và chúng ta gặp mình nhau bên ngoài. Và rất mong là anh chị có thể hỗ trợ thêm cho em hoặc đội nhóm của mình. Những ai mà còn thiếu kỹ năng gì đó thì chúng ta trao đổi, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Sau để đội nhóm F&B kiến tạo thật nhiều leader là team lead Platinum 4 Star, anh chị tưởng tượng chỉ cần đi F&B mà có 10 ông team lead Platinum 4 Star đầu tiên thôi là rất khủng, là đội nhóm mình kiểu gì cũng lên anh chị. Từ đó sẽ lên được 1.000 người thôi. 10 ông kiên trì làm đã lên team lead Platinum 4 Star, có ai nghĩ đâu chị? Không ai nghĩ hết á. Team lead Platinum 4 Star là không ai nghĩ hết, thì không có nghĩ kiểu gì cũng tạo được 1.000 đâu. Anh chị nhớ đúng không? Yes. Ok, cảm ơn thầy Linh đã tạo đội nhóm rất tuyệt vời. Buổi tối hôm nay rất là đặc biệt, Hoàng Nam ạ. Cảm ơn rất, rất nhiều nhé. Và chúc em một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Và chúc cho tất cả những anh chị em mà chúng ta đang xem livestream một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta vào tối ngày mai vào lúc 22 giờ để chúng ta chào đón một người leader mới. Một leader mà có thể từ trước giờ chúng ta chưa nghe, nhưng ngày mai chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện đặc biệt từ họ. Ok, cảm ơn Hoàng Nam rất nhiều nhé. Cảm ơn em. Ok. Rồi, cảm ơn. Okay. Anh sẽ tặng em 10 cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng làm món quà để gửi đến lời cảm ơn tới em. Đó là món quà mà anh có thể gửi đến em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Dạ, em cảm ơn thầy ạ.
Dạ. Ok, cảm ơn em. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.